ơn cha nghĩa mẹ vô cùng lớn. Có được cái thân này là nhờ cha mẹ đã sinh và nuôi mình khôn lớn. Chúng ta dù có làm ông này bà nọ, nhưng phải nhớ rằng đối với cha mẹ chúng ta vẫn như thở nằm nôi. Có nhiều người con rất là lớn, nhưng khi về nhà thăm cha thăm mẹ thì người cha người mẹ vẫn là vuốt đầu đứa con này và thương yêu đứa con này, và dùng cái tay quánh vào cái vai đứa con này, nói mày bây giờ lớn dưới mày, nói bằng cái tâm thương yêu vô cùng đứa con này, vậy thấy không? Nên chúng ta dù cho ở xã hội có làm ông này bà nọ, nhưng quý vị phải nhớ rằng là cái ơn sâu nghĩa nặng của cha mẹ chúng ta tuyệt đối không có thể nào quên được. Phật dạy rằng dù là cổng cha cổng mẹ đi giáp hòn núi Tu Di, đi chăng nữa cũng không thể nào trả ơn cho cha mẹ được. Nếu chúng ta có thể nuôi cha mẹ được một ngày một bữa hoặc là tuổi già, chúng ta đừng bao giờ kể công. Vì sao? Vì cái ơn cha nghĩa mẹ chúng ta không trả được nổi đâu. Chỉ có tu hành niệm Phật mà đời này được giải thoát thì chúng ta mới có thể trả ơn cho cha mẹ. Nên cái chỗ mỗi một người chúng ta làm con có thể trả ơn cho cha mẹ vô cùng thù thắng là chúng ta đem pháp môn tịnh độ này dùng nhiều phương tiện, làm sao mà giúp cho cha mẹ của mình biết niệm Phật. Bây giờ mình khuyên cha mẹ không nghe, phương tiện khi đi đến chùa viết máy MP3 này rất là đặc biệt. Quý vị biết rằng là những đức gặp bao nhiêu người trong khi ngôi chùa của mình, những đức ở một nơi như vậy mà tại sao người ta khắp nơi nơi người ta về đông như vậy quý vị? Nhờ từ đâu? Nhờ chiếc máy MP3 đó. Bây giờ người đặt máy MP3 và người đem thẻ tặng người khắp nơi nhờ chiếc thẻ, chiếc máy MP3 này. Như vậy mà cuốn hút rất là nhiều người quy tụ về Tổ Đình Hộ Pháp. Thì quý vị biết được rằng chiếc máy MP3 này rất đặc sắc. Từ nơi đó chúng ta nên dùng chiếc máy này để làm phương tiện để mà tặng cho cha, cho mẹ, anh chị em thân bằng quyến thuộc, cho họ có thể nghe được Phật Pháp. Đây là cách mà chúng ta có thể trả ơn cho cha mẹ. Và riêng chúng ta là phận làm con nhất định phải sống cho thật tốt. Trong hoàn cảnh nào thì chúng ta sống vui trong hoàn cảnh đó. Đó là niềm vui lớn nhất của cha mẹ rất mong muốn, là những đứa con của mình nhất định phải sống được hạnh phúc, sống được an vui. Đây là niềm vui lớn nhất của cha mẹ. Quý vị phải biết, mỗi một người làm cha làm mẹ ngồi ở đây, ai mà không có cái tâm này? Ai mà không muốn con của mình hạnh phúc? Ai mà không muốn con mình vui vẻ? Tuy tuổi già rồi nhưng mà ngồi lụm cụm, cặp mắt thì mờ rồi, như vậy mà trông ngóng về một phương trời nào đó. Thường hỏi không biết thằng hai, thằng ba, con út nó có vợ, có chồng, không biết nó làm ăn làm sao, nó sống làm sao, không biết nó có hạnh phúc hay không. Sao lâu quá mà không thấy tụi nó đi về nhà nó thăm, không biết mấy đứa nó có vui hay không, rồi mấy đứa cháu có khỏe hay không. Quý vị coi, tuổi già nhưng mà vẫn là dõi bước theo con cái của mình vậy đó. Nên chúng ta là phận làm con mà không nhớ ơn cha mẹ, không thăm lên cha mẹ, không phụng dưỡng cha mẹ thì Phật dạy rằng đây là tội đại bất hiếu. Con người này còn thua loài cầm thú. Thua loài cầm thú. Những đức đọc qua một câu chuyện nha. Có một cái khu rừng nọ, có ba con khỉ đang ở trên cội cây to lắm. Mà khỉ mẹ thì bị mù. Có một ngày kia thì có cái anh thợ săn này đi săn bắn, đi đến cái bụi cây nọ đó thì thấy ba con khỉ, thì anh này quá mừng, nói hôm nay vô mánh à. Thì dương cung lên để mà nhắm. Đầu tiên thì hai con khỉ con tránh qua một bên, thì khỉ mẹ mù thì chưa có bước qua một bên được. Thì cái anh này dương cung nhắm ngay con khỉ mẹ. Bắt đầu là khỉ anh nhảy ra, cúi đầu cúi đầu, cầu xin anh thợ săn này
anh giết tôi được rồi, anh tha cho mẹ tôi đi. Thì cái anh thợ săn này giương cung lên bắn chết khỉ anh. Xong rồi tiếp tục anh thợ săn này giương cung lên nhắm ngay khỉ mẹ nữa. Thì khỉ em nhảy ra và cũng cúi đầu ý nói rằng là tha cho mẹ tôi đi, hãy giết tôi đi. Thì cái anh này tiếp tục giương cung lên bắn chết khỉ con. Rồi tiếp tục anh giương cung lên bắn luôn khỉ mẹ, là anh giết ba con khỉ. Khi anh giết xong ba con khỉ thì tự nhiên chờ bỗng nhiên nổi sấm âm lên. Có nghĩa là cái tâm hiếu thảo đã cảm động lòng trời. Cảm động lòng trời. Thì quý vị biết rằng là ngay lúc đó trên trời sét đánh xuống ngay căn nhà của anh. Ngay căn nhà của anh và vợ con của anh trong căn nhà đều là chết sạch hết. Chết sạch hết. Và anh đi về gần tới nhà. Lúc đó thì anh thấy cái cảnh tình gia đình của anh tan nát và chết hết. Lúc đó anh buông cái gánh ba con khỉ xuống, anh chạy đến thì còn cái cây tầm dông á, nó ngã xuống, nó đập vào đầu anh chết tại chỗ luôn. Đó gọi là quả báo hiện tiền. Tâm quá ác. Thì qua câu chuyện này, mỗi một người chúng ta phải ngồi suy nghĩ rằng nếu một con người mà không nghe được giáo dục, một con người mà không nghe được nhân quả, thì con người này sẽ ác hơn loài cầm thú rất rõ ràng. Loài thú mà còn biết chở che cho mẹ mình. Như vậy ta là con người mà không phụng dưỡng cha mẹ, không thương yêu cha mẹ, như vậy thì rõ ràng ta thua loài cầm thú. Phải rõ ràng như vậy. Dù là cuộc đời chúng ta có làm ông này bà nọ, chúng ta có giàu cỡ nào đi chăng, nếu chúng ta mà không phụng dưỡng cha mẹ, đây là cái chỗ thiếu sót lớn nhất của đời chúng ta. Thiếu sót lớn nhất cuộc đời của chúng ta. Từ khi cha mẹ tuổi già, cha mẹ có tâm nguyện đi đến ngôi Tam Bảo ở tu, vì đây là tâm nguyện của cha mẹ muốn đi tu, ta chiều theo tâm nguyện của cha mẹ, đó là chiều theo cái nguyện vọng của cha mẹ. Điều này thì chúng ta không có lỗi, nhưng phải thường đến để mà thăm lơm hỏi han, đây là đúng. Còn nếu như ta vì một hoàn cảnh gì, chồng không đồng ý hay vợ không bằng lòng, mà ta không nuôi dưỡng cha mẹ, không phụng dưỡng cha mẹ tuổi già, bạn không có diện bất cứ một lý do nào mà bạn không nuôi cha mẹ cả. Phải nhớ rõ ràng rằng đây gọi là đại tội. Trong tất cả phước thì có hiếu là phước lớn nhất. Và quay ngược lại, trong tất cả tội, tội lớn nhất là tội bất hiếu, là tội lớn nhất. Phải nhớ. Từ nơi đó mỗi người chúng ta không có diện một lý do nào mà nói rằng tôi không phụng dưỡng cha mẹ. Có cái vị này lúc trước những đức gặp, vị này ở nước ngoài, và mẹ thì già lắm ở Việt Nam. Bây giờ bà già lắm rồi mà không có ai chăm lo cho bà hết chứ. Thì có một lần gặp cô, thì cô nói rằng là bây giờ mẹ con quá già rồi, con cũng hết lòng rồi thầy ơi. Con cũng ở bên nước ngoài, làm sao mà con phụng dưỡng được mẹ con. Giờ con cũng hết lòng rồi, con cũng gỡ tiền về, hoặc là con cũng mướn người chăm lo cho bà, nhưng mà bà khó quá, không ai chăm lo cho bà được. Bây giờ thì con cũng hết lòng rồi, thì thôi kệ, cứ để bà trong nhà vậy đi. Rồi bà sống hay bà mắc gì, cái đó là cái nghiệp duyên của bà, chứ con vẫn làm con thấy mình cũng hết lòng hết dạ với mẹ mình rồi. Hết lòng hết dạ không? Không.
Chúng ta có được bản thân này bây giờ, chúng ta có thể tạo ra một sự nghiệp là nhờ ơn cha mẹ sinh thành nuôi mình khôn lớn. Bây giờ tuổi già của cha mẹ khi già rồi thì đổi tính trở thành người khó khăn, nhưng chúng ta không phải vì chỗ này mà chúng ta không phụng dưỡng cha mẹ. Nếu thí dụ ta sau này khi già tính tình của ta thay đổi khó khăn, con mình cũng bỏ mình, thì lương tâm của mình bây giờ còn khỏe, còn hiểu biết, mình có chấp nhận điều này xảy ra với mình hay không? Nếu bây giờ mình đối xử với mẹ mình, khi bà khó mà ta viện lý do ta ở nước ngoài không phụng dưỡng được, để cho mẹ như vậy trong tuổi già khi mẹ chết nằm ở trong nhà một mình thí dụ, như vậy thì chúng ta đã gieo một cái nhân vô cùng là bất hiếu. Cuộc đời của chúng ta dù là giàu có đi chăng, nhưng mà chúng ta sẽ không được an tâm khi lâu lâu ngồi nhớ lại cái cảnh mẹ ngồi hiu hắt trong một căn nhà rồi mẹ già sẽ chết đi. Chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng bất an, vô cùng bất an. Cả cuộc đời của mình sẽ là sống trong cái sự bất an đó quý vị ạ. Con người an tâm nhất là mình có thể phụng dưỡng cha mẹ đến khi cha mẹ mất đi. Đây là chỗ đặc sắc nhất mà có thể an tâm được. Dù là mình nghèo nhưng mà mình sống an tâm thì đây là chỗ vô cùng là hạnh phúc. Còn nếu như mình giàu mà thường sống trong sự bất an thì cả cuộc đời mình vẫn là không được hạnh phúc. Phải nhớ, chúng ta có thể nghèo tiền nghèo bạc nhưng không có nghèo cái nhân nghĩa được quý vị. Khi quý Phật tử mà đầu năm về đây để cộng tu, chúng ta học sống trong thế giới biết ơn này hay lắm. Phải nhớ, chúng ta phải tạo hết những cái cơ hội gì mình có thể làm được giúp cho cha mẹ mình biết Phật pháp quý vị. Và làm sao khi cha mẹ tuổi già khi gần mắt, chúng ta phải hộ niệm đàng hoàng, phải lo cái chuyện giúp cho cha mẹ, chứ không thể nào tạo thêm cái nghiệp tội cho cha mẹ. Phải nhớ đó, chỗ này rất là quan trọng. Nên á, có những công đoạn mà Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết hay lắm. Có những câu nè: xã hội an định nhờ giáo dục, sức ly sanh tử nhờ niệm Phật. Như vậy thì nhà nhà hạnh phúc là nhờ chỗ nào? Nhờ giáo dục. Tại sao gia đình không được hạnh phúc? Vì gia đình thiếu giáo dục. Gia đình thiếu giáo dục nên vợ không làm tròn trách nhiệm làm vợ, chồng không làm tròn trách nhiệm làm chồng. Hai vị trí này đã không có trách nhiệm thì vị trí thứ ba là con sẽ ngộ nghịch. Từ nơi đó rất cần có được giáo dục trong gia đình. Mà mỗi một gia đình là tế bào của đất nước. Nếu gia đình được hạnh phúc thì chắc chắn rằng là đất nước này sẽ cường thịnh. Chắc chắn là như vậy. Nên người xưa tiêu chuẩn của họ lập quốc là giáo dục làm đầu. Xã hội hôm nay quý vị coi vật chất phát triển vô cùng. Con người chúng ta có thể ngồi trên chiếc ghế salon từ xa, cầm cái đồ mót bấm một cái là chúng ta có thể coi được khắp nơi trên thế giới. Phát triển mạnh đến mức như vậy. Đó là nói cái chỗ mà hơi xa quá. Còn hôm nay thì đi đâu cũng cầm cái máy tính bàn theo, hoặc là cái chiếc điện thoại theo, quý vị bấm lên cái là thôi muốn coi gì coi. Nó phát triển đến cái mức như vậy, phát triển quá cao. Nhưng những chỗ này phát triển cao như vậy, nhưng mỗi một người chúng ta nên ngồi suy nghĩ, quay lại cái chỗ đạo đức làm người và hạnh phúc thờ đại hôm nay. Tuy là phát triển về cái nền kinh tế, nhưng cái đạo đức khi giảm rồi thì quý vị coi có hạnh phúc hay không, và lòng người có an được hay không. Hình như là chúng ta càng sống thì càng bất an. Sanh con ra thì rất mừng, nhưng nuôi con không lớn thì càng bất an, càng lo cho đứa con này. Lo đến khi mà nó lớn rồi, nhiều lúc nó còn chả treo, nó còn nghinh lại với mình.
càng khổ với đứa con này. Vật chất thì phát triển vô cùng, nhưng lòng người thì lại càng kém cỏi. Như vậy thì chúng ta sống trong một xã hội như vậy, cảm thấy vô cùng là bất an. Vì sao? Vì xã hội an định nhờ giáo dục. Hôm nay không chú trọng giáo dục, như vậy thì lòng người sẽ bất an, nhất định là sống không được vui vẻ. Phải nhờ. Như vậy thì nhà nhà muốn được hạnh phúc là cần chỗ nào? Cần nghe giáo dục nhân quả, giáo dục nhân cách làm người. Đây là chỗ xây dựng gia đình được hạnh phúc. Sức ly sanh tử nhờ niệm Phật. Chúng ta muốn siêu vượt tam giới thì nhờ niệm Phật. Người người biết nhân quả thì thiên hạ đại trị. Đây là câu của Ngài Chu An Sĩ dạy đó. Chúng ta thường học sách của Chu An Sĩ, Ngài dạy câu hay: người người biết nhân quả thì thiên hạ đại trị. Có nghĩa là thiên hạ sẽ được trị an rồi đó nghe. Người người không biết nhân quả thì thiên hạ đại loạn. Như vậy thì các vị mà có cấp bậc á, muốn thiên hạ mình được trị an thì phải dùng cách nào? Giáo dục nhân quả, giáo dục nhân cách làm người. Từ hai cái chỗ này phải đẩy mạnh nền giáo dục này thì các vị sẽ có thể ngồi hóng gió thoải mái rồi. Còn nếu hai chỗ này quý vị không đẩy mạnh thì quý vị mỗi ngày lao tâm khổ trí rồi. Nên người làm quan thời đại hôm nay họ rất là cực. Nên chúng ta thấy họ cũng phải có thời gian để hưởng thụ. Vì họ thấy rằng họ quá cực rồi, bây giờ có chút thời gian thì phải hưởng thụ liền. Họ quá cực rồi, quý vị coi những ngày đá banh, những ngày lễ lộc, quý vị coi họ phải trị an, họ phải đứng ngoài đường đồ, phải coi đồ quá dữ dằn. Vì sao quý vị biết? Nếu họ không đứng thì loạn. Nếu mà họ đẩy mạnh nền giáo dục nhân cách đạo đức làm người, đẩy mạnh về định lực nhân quả cho người tin nhân quả. Người mà tin nhân quả thì chắc chắn người sẽ chạy xe không vượt đèn đỏ. Phật tử ngồi trong đây, nếu vị Phật tử nào là vị Phật tử niệm Phật mà muốn giảng sanh về thế giới cực lạc và nghe giáo dục đàng hoàng thì làm gì có cái chuyện quý vị chạy xe vượt đèn đỏ. Quý vị nhớ nè, dù là bằng đêm không có người, nhưng khi đèn đỏ bật lên ta cũng phải dừng lại. Đây gọi là quy tắc. Còn nếu bạn nói rằng bằng đêm không có người, đèn đỏ bật lên kệ mày, tao vượt đèn đỏ, thì đây là chỗ tập thành quen. Mai sau chúng ta sẽ tùy tiện vượt đèn đỏ thì tai nạn xảy ra với chúng ta. Ta là người học Phật tin nhân quả, chúng ta phải sống đúng với pháp luật và sống đúng với quy cách. Dù là bằng đêm không có người, nhưng khi đèn đỏ bật lên ta phải dừng xe lại và chờ chừng nào đèn xanh nổi lên ta mới chạy xe qua. Đây gọi là người sống có quy tắc. Quy tắc đã có rồi, như vậy thì nhân dân sẽ sống được an định là nhờ ngay chỗ giáo dục. Rất là hay. Bây giờ có dùng biện pháp mạnh tay cỡ nào đi chăng nữa, người vẫn là hư. Càng dùng biện pháp mạnh tay thì người càng hư. Cách mà có thể giúp cho con người ta chỉ có thương yêu và dạy dỗ, phải chân thật thôi. Những chỗ này mà làm được thì chắc chắn rằng là nhân dân rất là tốt, rất là tốt. Nên người xưa có trí tuệ lập quốc lấy giáo dục làm đầu, làm đầu là giáo dục. Còn con người bây giờ là lấy nền kinh tế phát triển làm đầu. Như vậy thì quý vị sẽ rất cực, và con người ta sẽ không có được giáo dục lành mạnh. Như vậy thì con người sẽ hư hỏng. Thì quý vị coi hôm nay nạn phá thai rất nhiều là từ đâu? Vì thiếu giáo dục. Vợ chồng ly dị rất là nhiều là từ đâu? Vì thiếu giáo dục. Người mà được giáo dục thì không có cái chuyện vợ chồng ti tiện phá thai.
Vì khi chúng ta đến với nhau đều là nhờ cha mẹ hai bên bắt nhịp cầu cho chúng ta đến. Chúng ta không thể nào mà chặt gãy cái cầu này. Chúng ta tùy tiện đi đúc đơn ly dị khóa thai, đúc đơn ly dị rồi đi khóa thai tùy tiện. Như vậy thì chúng ta là người không có giáo dục mới làm chỗ này. Nếu người có giáo dục thì không làm chỗ này. Chắc chắn là như vậy. Quý vị coi xã hội hôm nay ly dị nhiều vô cùng. Gặp Phật tử về chùa tu sao, gặp nhiều cô sao, toàn bộ thôi chồng không à? Nhiều quá à. Giờ đây cộng tu có thôi chồng nhiều lắm. Thấy trẻ trẻ không mà sao thôi chồng thôi chồng. Vậy thì các con thì sao? Tội nghiệp các con quá. Các con đã xa cha rồi. Hoặc là gặp ông đàn ông này nói ly dị vợ, vậy thì con mình sẽ xa mẹ rồi. Chúng ta nè, đã từng làm con nè, ta có bao giờ muốn là mình xa cha hoặc xa mẹ hay không quý vị? Như vậy tại sao mình bắt con mình phải xa cha xa mẹ? Chúng ta không có hiểu cho con mình, không có hiểu cái tâm trạng, nên mình không biết làm cha làm mẹ thì làm sao biết dạy con. Nên người sắp sửa làm đám cưới là phải học làm cha làm mẹ, học có trách nhiệm đi, rồi hãy cưới nhau. Đừng bao giờ đến với nhau vì dục vọng, chỉ thấy đẹp một chút, quá đắm say vào dục vọng thì bắt đầu là gấp rút để cưới nhau. Khi chán chê rồi thì bắt đầu là đúc đơn ly dị. Rõ ràng hôm nay thiếu giáo dục nên mới làm chỗ này. Nếu mà có thể học người xưa thì trước khi đám cưới người ta học là học cái gì? Học làm người, học có trách nhiệm, học làm chồng, học làm vợ, học làm cha, học làm mẹ, rồi mới đến với nhau thì chắc chắn rằng đôi vợ chồng này sống vô cùng là hạnh phúc. Còn bây giờ không học chỗ này, một thời gian thì thấy vợ xấu một chút thì chán vợ, thấy chồng của mình hay lúa một chút thì chán chồng, từ nơi đó muốn chia tay càng sớm càng tốt, để mà hai bên có cái quyền để mà bước thêm bước nữa. Đây gọi là thiếu giáo dục mới làm như vậy. Rõ ràng nếu quý vị mà công nhận chỗ này thì quý vị có thể cho một tràng pháo tay được hay không? Rất là rõ ràng, chỗ này chúng ta phải công nhận là như vậy. Nên khi nghe học tập như vậy rất là bổ ích. Quý vị có thể nắm được tư tưởng này và có thể truyền tải và có thể hướng dẫn con cháu của mình. Nên có con cháu, nên dẫn con cháu đi đến chùa, những ngôi chùa mà có nghe giáo dục như vậy, để con cháu mình hiểu, đừng có làm điều sai lầm. Phải nhớ đâu. Có một người hỏi Nhân Đức một câu rằng: thầy ơi, con làm cái nghề này là cái nghề mà khi người ta cần ly dị á, thì người ta sẽ đưa đơn đến chỗ này, và chúng con sẽ là người sắp xếp cho đôi vợ chồng này ly dị. Nhưng mà thầy biết rằng con làm cái nghề này, con gặp cái cảnh này nè, là đôi vợ chồng này rất là gấp gáp muốn phải ly dị liền, trong khi giấy tờ làm là không phải là gấp gáp được, thì họ phải là đưa tiền bạc để cần phải nhanh lẹ liền, để mà đôi vợ chồng của họ phải xa nhau. Con hỏi thầy, con làm việc này con có bị dính vào định lực nhân quả hay không? Cái vị này vừa hỏi những đức quay qua gặp cô, thấy trên cái sắc diện của cô nó có một cái cảm giác buồn như thế nào. Những Đức hỏi: gia đình cô có hạnh phúc không? Cô vừa hỏi như vậy, Những Đức hỏi cô là: gia đình cô có hạnh phúc không? Cô nói: dạ không thầy ơi, gia đình con không hạnh phúc, con với chồng con ly dị rồi thầy ơi. Đó, bạn làm cái nghề giúp cho người ta ly dị thì chắc chắn gia đình của bạn sẽ ly dị. Gieo nhân gì thì gặp quả báo này. Bạn có bị dính nhân quả hay không thì tự suy nghĩ. Việc làm của bạn đã là dính nhân quả rồi, không chi là bạn kiếm tiền mà làm việc cho người ta nhanh ly dị. Những Đức đọc qua một công đoạn mà Chu An Sĩ dạy. Cái vị này học rất là giỏi, học rất là giỏi. Ông học là tương lai là ông sẽ thi đậu tiến sĩ. Có một ngày kia ông đi đến một cái nơi nọ, thì
Người chồng này nhờ ông viết giùm một lá thư để mà ly dị với vợ. Viết giùm lá thư nghe, là người ta nhờ viết giùm, ông không có nhận tiền bạc bổng lộc gì hết trơn á. Như vậy đó quý vị, mà ông vô tình ông viết một lá thư đó thôi. Tối lại thì bạn mà đi học cùng, học với ông, rất thân với ông, nằm mộng thấy rằng có một vị thần báo rằng là bạn của ông vì viết một lá thư cho người ta ly dị mà bị bác bỏ đi cái học vị tiến sĩ, chuyến này thi sẽ thi rớt. Có nghĩa là chỉ có viết một lá thư cho người ta ly dị thôi đó, mà bị cái quả báo như vậy đó quý vị. Biết rằng là cặp vợ chồng này sẽ ly dị, nhưng nếu ta có thể nói phân tách rõ ràng ra vài câu về đạo nghĩa làm người và cái tác hại khi ly dị là con mình sẽ khổ như thế nào thế nào, mình nói ra cho người ta nghe, vạch rõ cho người ta thấy. Và bây giờ chị lấy anh này nhậu nhẹt một chút, nhưng mà tôi thấy anh này vẫn còn được. Nếu bây giờ mà chị mà gấp gáp bỏ anh này, tôi nói cho chị biết rằng cái nhân quả đến với chị sẽ gặp người đàn ông khác, nó còn tệ hơn người đàn ông này nữa. Tôi khuyên chị nên tin nhân quả, chị nên chấp nhận trả một người đàn ông đi. Còn nếu như chị thích thay cái cũ mà tìm cái mới thì cái chuyện này tôi không khuyên chị được. Còn nếu chị là người đàn bà mà có thể an phận, đã có một cái miếng mồi dùng là được rồi mà chị còn muốn mồi mới thì tùy chị. Còn nếu chị là người hiểu nhân quả rồi, tôi khuyên chị nên lấy một người chồng và trả nợ một người chồng là được rồi. Như vậy thì cái hành vi làm người đàn bà của chị được con cái nể trọng vô cùng. Còn nếu chị mà vì miếng mồi mới mà chị thay chồng đổi vợ, như vậy thì con cái sẽ không coi anh chị ra gì cả. Tôi khuyên anh chị nên chấp nhận trả một đối phương đi, rồi mình cố gắng sống cho thật là tốt, từ từ sẽ chuyển hóa đối phương mình trở thành tốt. Mình nói lên câu này, nếu người ta vẫn quyết định ly dị, nhưng cái lời nói quý vị khuyên lên người ta vẫn có âm đức cho quý vị. Còn nếu quý vị mà châm dầu vào lửa chuyện của người ta thì chính quý vị là mang lấy nhân quả vô cùng là ghê gớm. Nên phải nhớ rằng những chỗ học tập này quý vị cũng nghe và thấy cũng thích ha. Chị thấy lời thật thì mất lòng, mà quý vị coi thuốc đắng thì hết bệnh. Vậy thì quý vị thích nói thật hay nói giả đây? À, nói thật đi ha. Cuộc đời làm người chỉ có mấy chục năm mà nói giả chết xuống dưới vua Diêm Vương gặp ông kêu Ngô Đầu Mã Diện cầm cái móc câu lại đây con. Dựng Đức le lưỡi ra con. Móc vào lưỡi kéo dài ra rét. Con cái tội nói dối, gạt người nghe không? Những đức đem những đức ra làm mẫu đó cho quý vị đó. Nói thật hay nói giả dối thì quý vị chọn đi nghe không? Chúng ta chỉ có mấy chục năm mà nói giả dối mang tội. Nói thật đi, chúng ta nên nói thật vẫn là hay đúng không? Nên quý vị khi đi về chùa này, những đức nó nói thật lắm, nó thẳng thắn lắm nghe không? Nói thẳng đi cho người ta dễ hiểu. Nói vòng vo tam quắc mấy bà nghĩ đông nghĩ ấy, nghĩ tà bậy tà bạ, nghĩ sai hết trơn. Thôi nói rõ ràng đi. Phật pháp bây giờ là giống như là bàn tay vậy đó, bề này là bề này, còn bề này là bề này, bề này là này, này này nên nó lật bề quải là ra quải, trái là ra trái, cho người ta dễ biết đúng không? Còn cái này mà gì không biết cái gì chứ nghe không? Nó nên mình rõ ràng đi quý vị. Thật sự mà nói gì đến đây mình cũng không có suy nghĩ cái chuyện mà nói chuyện xong mà quý Phật tử cúng dường tiền bạc gì hết. Nên quý vị coi những buổi nói chuyện của những đức ở đâu có dính tiền bạc gì vô đâu, khỏe lắm. Nên những đức cứ nói thật thôi à. Những đức rất là mong làm sao mà người ta xây dựng gia đình người ta, rồi gia đình người ta càng ngày càng tốt thôi, mình chỉ suy nghĩ vậy thôi à. Quý vị biết rằng hồi nãy bên kia những đức ho sạch gần cổ, như nó gác nó muốn bể gần cổ như đức vậy. Vậy mà bây giờ những đức qua đây nói chuyện cái giờ gần cổ nó thông luôn, mà phải re như bò cái xe vậy. Do mình làm việc cho Phật ha. Mình làm việc cho Phật nên Phật ngài chéo ngài giang hộ cho mình.
Chứ nãy bên kia cần cổ nó cứ ngắt à, nó gác, nó ho mà đau cổ dữ lắm. Quý vị biết rằng cái nghề gì cũng có cái nghiệp nó chứ. Mình thì muốn thuyết pháp, mà những đức là thường bị cái bệnh này thôi, đúng bệnh này thôi. Bệnh gì vì biết không? Bệnh viêm cổ. Thích thuyết pháp thì cứ bị viêm cổ, rồi cổ cứ bị rát, bị ho, chặn lại không cho nói đâu. Vậy đó mà nếu quý vị tin, quý vị qua nói là tự nhiên không có chặn được cái gì chứ. Nói quý vị thấy cái tiếng nói chưa, nó nghe rõ ràng luôn á. Vậy đó mà nói xong rồi bắt đầu về bên kia, bắt đầu là uống nước vô một cái là nó rát. Trời ơi nó rát vô cùng rát. Mà qua đây nói cái là nó hết. Nên mình tin chỗ này rồi mình nói thôi, tới giờ cứ qua nói thôi, yên tâm không sao đâu, đừng có sợ nha. Nó thì là mình biết được rằng là cuộc đời này chỉ có mấy chục năm mà quý vị à. Nên mình có cái duyên nói cho người ta nghe, thì bây giờ mình cố gắng mình nói những cái điều nãy gì những đức nói ở trong đây. Những đức thấy hôm nay cũng thấy sùng sồn nhiều quá. Nên cố gắng nghe không. Hôm qua gặp cái cô kia, cô nói nè, con đi đến đây con cộng tu mấy ngày Tết, thầy biết không, không phải là tự nhiên con vô đây con tu đâu thầy ơi, vợ chồng của con nó xích mích nên con vô đây là con muốn tránh cái cảnh duyên chút. Mà vô đây thì nhớ ở nhà, mấy ngày nay trong chùa nghe thầy nói chuyện nên nguôi ngoai được chút. Chứ con tính là qua Tết này về là con định ly dị với ổng thầy ơi. Con thấy sống với ông này khổ quá. Lúc trước con tính rằng là vì nghe số chị em cũng nhắc nhở á, nói gương mặt mày cũng còn coi được quá mà, mày còn đẹp quá mà, thằng chồng của mày lụ đạn quá mà, tại sao mày sống với nó làm chi vậy. Gặp tao là tao bỏ 80 đời dương rồi, không có sống với nó tới bây giờ đâu. Mang tội đó nghe. Trời ơi cái câu nói này là tội đó. Tự nhiên cái chuyện vợ chồng người ta mình không khuyên thì thôi, tự nhiên đi kêu người ta ly dị nhau, ác mồm ác miệng không. Nói tầm bậy ha. Không khuyên được thì thôi, đừng có nói cái gì tầm bậy tầm bạ vào, hiểu không. Nó, mặt đẹp thì kệ bà. Đúng ra mình biết tu mình nói thôi chị ơi, mặt giờ xấu lắm rồi. Bỏ ổng ai mà hước vậy. Cố gắng sống với ổng nghe không. Mình khuyên người ta một câu hiểu không. Nói mặt đẹp bắt cầu cho bà này, bà tưởng nó bà đẹp thiệt. Nó, nên nó mầm móng đi thấy chưa. Vậy mà bà vô đây bà tu 5-6 ngày trong đây, mỗi buổi sáng bà nghe những đứa nói chuyện, chắc cũng có duyên sao nghe. Bà nghe mình nói chuyện xong bà ra bà kết luận là bà hỏi mình. Hỏi mình là chắc chắn mình khuyên à. Bà hỏi thầy ơi bây giờ con quyết định nè, con muốn ly dị chồng con mà con nghe thầy nói chuyện con cũng sợ nhân quả quá. Bây giờ thầy cho con lời khuyên là bây giờ quyết định ở hay là ly dị thầy. Bà này hỏi con này khôn. Khôn chắc chắn rằng cũng đột phá bà đường chút rồi đúng không. Bà mới hỏi câu này có nghĩa là bây giờ lúc bà mới đến chùa mình là nó 73, 7 phần là ly dị, 3 phần là còn núm níu một chút xíu đúng không, tình nghĩa đôi ta núm níu một chút ha, có 3 phần, còn 7 phần thì quyết định. Như vậy mà bả vô đây bả tu mấy ngày vậy mà từ 3 phần bả kéo lên được 6 phần ha. 6 phần xong bả hỏi mình cái câu này là mình thấy cái mồi ngon rồi. Cái mồi là cái bà này bả cũng nghe Phật pháp, bả tin nhân quả một chút phải không. Xong những đức nói cho cô biết nè, ông chồng đó, ổng nhậu nhẹt, ổng không lo làm ăn. Nhưng con nhớ là ổng ít đánh cô nghe không. Ổng ít đánh cô mà ổng dẫn là còn thương, ổng chỉ có là ít lo làm ăn, ổng lo nhậu mà ổng không có quen bà này bà kia đúng không? Nó dạ đúng. Mà ít đánh đúng không? Dạ đúng. Nguyễn Đức nói cho cô biết, cô mà bỏ ông này á là sau này cô sẽ gặp tứ đổ tường. Bây giờ mới có 3 phần mà cô chịu không nổi, mai mốt mà cô gặp tứ đổ tường thì chắc nhà sập quá. Cô chịu nổi không? Không lẽ rồi cô gặp một cái mối sau này, cô đến với nó rồi thời gian tứ đổ tường rồi tiếp tục, rồi cô dứt dây cô đi kiếm con mồi khác nữa hả?
Vậy thì cuộc đời của cô sống có nghĩa lý gì hả? Những đức khuyên cô cố gắng về làm người vợ tốt đi. Ông chồng ông đi nhậu, ông ít lo làm ăn thì mình cực chút ha. Mình cực một chút rồi mình lo lắng cho ổng đi, từ từ nhờ cái tâm từ bi của cô á, cô so dịu ổng. Rồi từ từ có dịp nào á, cô dẫn ổng đi đến đây gặp những đức. Những đức đánh cho ổng vài gậy cho ổng tỉnh không? Ông tỉnh, giờ bỏ ổng chi? Trời ơi, cô sống với ổng bao nhiêu năm rồi? Bà nói sống 8 năm rồi ta. 8 năm là nó quen quá rồi đúng không? Như ở một căn nhà mà căn nhà quen thì ai mà không thích. Tại sao mấy bà muốn căn nhà mới trời? Căn nhà mới nó phòng ốc mình cũng không có quen nữa, hiểu không? Bây giờ căn nhà này quen thì mình ở đi ha. À, nó 8 năm chăn gối mà bây giờ bỏ gì? Thương người ta chứ, thương để trả nợ cho xong. Bây giờ á, những đức chỉ cô cái cách trả nợ. Còn lúc trước á, là do gì cô không gặp Phật Pháp. Bây giờ á, là cô thương, cô chân thật, cô nhiệt tình, cô hết lòng. Nhưng vì cái kiếp làm người của mình, mình đến đây để trả nợ, trả cho xong. Còn trong tâm cô thường nhớ Phật, niệm Phật, đi đứng nằm ngồi thường nghe Pháp niệm Phật. Và phát nguyện khi bỏ báo thân này, cô nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc. Như vậy thì trả nợ chồng là trả xong, và nhất tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc thì không còn cái khổ khi mà đi đến thế gian này phải trả nợ khổ đau như vậy nữa. Vậy thì xong rồi. Còn nếu bây giờ mà cô bỏ ổng, cô gặp người khác, tiếp tục người khác nữa, như vậy thì cả cuộc đời cô bị cái sợi dây của dục vọng nó buộc ràng cô. Chừng nào cô ra đây, cô sẽ khổ vô cùng khổ đó nghe. Cô phải nhớ đó. Người mà tham dục vọng thì giống như là khát nước mà đi uống nước muối vậy đó. Càng uống thì càng khát mà thôi. Nên chúng ta phải sống chung thủy, sống nhiệt tình. Hoàn cảnh nào thì sống trong hoàn cảnh ấy. Đã đến với nhau rồi là có duyên có nợ. Như vậy thì hết lòng sống với nhau và có tâm cảm ơn ông. Nhiều cô nghe câu này nói không lẽ con xúc ổng đá thì kêu cảm ơn. Ôi ôi, mắng con, chửi con, đánh con gì mà cảm ơn. Thì những đức nói cho quý vị nghe nè, nếu mà chúng ta được chồng thương yêu, chiều chuộng, lo lắng thì chưa chắc ngồi ở đây đâu. Chưa chắc đâu. Vì quá thương rồi, mình được nâng niu chiều chuộng quá rồi, bây giờ bắt lễ Phật thì nó đau đầu gối, đâu có chịu lễ. Nhưng mà cuộc đời cũng có cái hoàn cảnh gì đó nên chúng ta mới ôm chân Phật. Như vậy thì ông là người giác ngộ cảnh vô thường cho chúng ta để mà tu hành. Như vậy thì nhờ ông làm mình khổ đau mà mình mới quyết tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Phải cảm ơn không? Rõ ràng, cảm ơn. Rồi đứa con này mình sanh ra nuôi nó khôn lớn, mà mình nói một câu nó trả lời lại một câu, nó ngỗ nghịch, nó làm mình đau lòng vô cùng. Và nó bỏ bê không phụng dưỡng mình. Bây giờ mình học Phật rồi, quay lại là nhờ nó mình phải cảm ơn nó. Nhờ nó mà mình thấy quá khổ, cuộc đời này quá khổ. Và mới cảm giác được rằng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói rằng ta bà khổ, khổ không thể nói hết. Vì quá nhiều cái khổ rồi, rõ ràng rồi. Quá nhiều cái khổ rồi. Nên đứa con đối xử với mình như vậy, mình cảm ơn. Nhờ con đối xử với mẹ như vậy, với cha như vậy, mà cha mẹ quyết định tu hành hướng về thế giới cực lạc. Nên mình cũng phải cảm ơn đứa con đối xử tệ bạc với mình, và đứa con thương yêu mình vô cùng. Thì bắt đầu là có cái chuyện này nữa nè. Nó quá thương yêu rồi, bắt đầu là nó mua nào là gà nè, vịt nè, rồi nó mua nào là heo mà quay nè, đùi gà, đùi vịt mà quay, rồi đem về nó đưa mình ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn rồi sau này trả đùi lại cho người ta. Thấy không, quý vị thấy không, ở thế gian này kinh khủng chưa? Nó khi không thương thì cũng vô cùng khổ, mà thương quá thì cũng càng lưu luyến rồi càng khổ nữa, thấy chưa? Nên chỉ có người học Phật đặc sắc là trong hoàn cảnh thương yêu không dính mắc, trong hoàn cảnh bị phụ bỏ không buồn phiền. Vì sao? Vì ta có câu A Di Đà Phật,
có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta nương vào câu A Di Đà Phật, nên trong hoàn cảnh nào ta cũng niệm A Di Đà Phật và phát nguyện đời này ta phải về thế giới cực lạc gần Phật A Di Đà. Nhớ đó nghe, nó đặc sắc lắm phải không? Quý vị nghe những đứa nói chuyện, nói dòng do rồi cuối cùng quay về tịnh độ. Hôm qua gặp cái cô kia, cô nói một câu nè, cũng hay. Cô nói vậy nè, lúc trước á, có người ta cho con cái thẻ. Ban đầu nghe mấy cái tập đầu thầy giảng á, con nói ông thầy nói chuyện nó ngang ngược, nói chuyện sao thấy chọc lóc, không có ngọt dịu chút nào chứ. Chưa có thấy mặt mà sao thấy ông thầy này chắc cái mặt ông xấu lắm. Nói chuyện cọc cằn quá, nói chuyện gì lớn tiếng, hét la sùm. Bắt đầu là con nghe nhiều vị thầy khác lắm. Ôi con nghe con thấy hay quá. Nè đây nè, đây nè mới là ông thầy ta giảng pháp nè. Ồ ta nói sao mà nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng gì đâu á. Còn cái ông thầy đứt đó đó. Chuyện gì đâu mà lớn tiếng la lối sùm, không hay gì hết. Nhưng mà thầy biết rằng á, con nghe một thời gian rồi cuối cùng khi mà con gặp chuyện á, con không có cái pháp gì để giải quyết được hết. Không có cái pháp gì giải quyết được. Rồi cuối cùng con mới quay lại con nghe thầy là giảng mà những câu chuyện nhân quả tới được tập 80. Bây giờ là 151 rồi nè. Mà con nghe được 80 tập rồi. Thì bắt đầu là Tết này có vô đây có cộng tu nè. Có vô có cộng tu, có gặp những đứa, của nói ban đầu thì trách thầy sao nói chuyện thẳng thắn quá. Nhưng mà nghe tới một tập 80 rồi, đến lúc đó con mới thấy rằng là nhờ những cái lời mạnh mẽ của thầy mà giúp cho con đứng lên được. Vì con quá khổ nên con đứng lên được từ ngay cái lời của thầy. Và thầy giảng khi con nghe kỹ rồi thì nó có một cái pháp để trụ tâm vào. Nên bây giờ con đi đứng nằm ngồi con niệm Phật. Thì vì thầy biết rằng là dù chồng của ông con, dù chồng của con ông đối xử với con tệ lắm, nhưng mà bây giờ con sống không có khổ nữa là nhờ con có cái pháp để nương vào. Rõ ràng có nghĩa là chúng ta chia sẻ Phật pháp phải đưa chúng sanh một cái phương pháp cho chuẩn. Phương pháp cho chuẩn, mà phương pháp chuẩn nhất đó là gì? Là pháp môn tịnh độ, nhất tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đó, đây là mục tiêu chuẩn nhất. Vì sao nói đây là mục tiêu chuẩn nhất quý vị? Vì tất cả cái khổ đau buồn vui gì chúng ta cũng có thể quy về cái chỗ niệm Phật. Quy về niệm Phật mới hóa giải được. Còn nếu như là nó mở rộng quá rộng mà nó không có một cái pháp trụ thì chắc chắn người này càng nghe thì nó càng lạc lối. Càng lạc lối và không có một cái định hướng nào để mà mình trụ tâm vào pháp. Bây giờ mình nghe, mình hiểu nhân quả, mà có một cái pháp để đi sâu vào nhân quả là phải là pháp môn tịnh độ. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Chúng ta chân thật chúng ta niệm Phật. Khi niệm Phật sâu sắc rồi, từ từ thì định lực nhân quả mình hiểu sâu lắm, rất là sâu. Trong khi câu A Di Đà Phật này cũng rất dễ niệm. Người người khi nghe, dù là bây giờ chưa có cảm giác, nhưng khi một ngày nào mình có một cái hoàn cảnh khổ gì cuộc đời của mình, tự nhiên mình nhớ lại lời của ông thầy này, tự nhiên mình ngồi xuống, mình không có nhớ cái khổ đó nữa mà mình ngồi xuống mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Miệng niệm A Di Đà Phật, tai nghe A Di Đà Phật rõ ràng. Miệng niệm A Di Đà Phật, tai nghe A Di Đà Phật rõ ràng. Trong tâm này phát lên nhớ A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe. Từ nơi đó thì nó không phát lên cái chỗ là nhớ cái buồn cái khổ. Không nhớ cái buồn cái khổ thì cái buồn cái khổ tự nhiên nó giảm xuống. Vì mình nhớ Phật rồi thì những cái buồn cái khổ đó nó giảm xuống. Còn nếu không có một cái pháp để mà mình dùng cái tâm trụ vào cái pháp A Di Đà Phật thì tức khắc mình sẽ dùng cái tâm này để nhớ cái hoàn cảnh khổ. Trong khi mình sống với ông chồng ông thương mình vô cùng, mà bây giờ nở lòng nào ông đánh vào mặt mình mà sưng cái miệng, rồi gãy cái răng, rồi chảy máu mũi. Chỉ đánh có một cái như vậy thôi, nhưng mà vì cái lúc thương thương quá nhiều rồi nó mới nhớ đến cái chỗ bị đánh này nó ám ức. Nên quý vị coi có nhiều cô mà được chồng rất thương, khi mà ông chồng mà đánh một cái là cô ấm ức, bắt đầu là cô bỏ cơm bỏ nước, ngủ nghe không được mà cứ nằm mà cứ là vậy đó, ấm ức vậy đó, ấm ức vậy đó. Nó ấm ức gì là tại sao? Vì nhớ cái lúc mà mặn nồng thương yêu, ông chiều chuộng thương yêu, ông thương vô cùng, mà tại sao bây giờ ông lại đánh tôi như vậy?
đó, nó quay lại như vậy đó, nên nó khổ vô cùng khổ. Chỉ có một cái đánh mà nó quay cả trăm lần đánh. Nên bây giờ mình có cái pháp để trụ tâm, thì bây giờ mình gặp cái cảnh ngộ đó, bắt đầu là mình như thế nào? Thế vào là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, thấy chưa? Không, quý vị thấy chưa? Trụ cái tâm vào câu A Di Đà Phật, niệm mà quý vị nhìn Phật mà tự nhiên tha thiết nha. Nhìn Phật mà tha thiết lắm. Lúc đó nghe, càng khổ chừng nào thì càng niệm Phật có tha thiết chừng này. Ngộ vậy đó, giống như là mình muốn gần cha mẹ mình vậy đó. Lúc mình khổ nhất là mình muốn gần cha mẹ mình vậy đó. Mà Phật còn hơn cha mẹ mình nữa. Cha mẹ mình già không có năng lực gì hết, còn Phật thì năng lực đầy đủ dữ lắm. Lúc mà mình khổ nhất tự nhiên mình nhớ tới Phật, tự nhiên mình quỳ trước Phật nghe. Mình nói lên từ tâm của mình là Phật ơi, con có chồng mà chồng con đánh con, chồng con bỏ con vậy đó Phật ơi. Cái đầu là mình khoác lên cái tâm nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái đầu vô niệm mà nó thì biết rằng là nước mắt hai bên nó chảy xuống, mà cái miệng này A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà niệm một chút rồi quý vị biết rằng là nghe, khi mà nước mắt nó không còn chảy nữa, tự nhiên cái tâm này nó bình định lại, bắt đầu là nó dùng cái tâm này chủ vào câu A Di Đà Phật, tiếp tục mà niệm vậy đó. Mà chút mở rộng ra mình nói rằng ô, mình nghe thầy giảng mình hiểu rồi, mình đi đến đây là trả nợ chồng, mà chồng đánh mình có con gái một mà, chứ đâu có đánh mình nhiều gì đâu, mà sao mà mình cứ lấy cái đánh này mình quay hoài vậy. Thôi buông cái đánh xuống. Bắt đầu là ngày mai gặp ông chồng cái là cái mặt không còn xù xụ nữa, không còn giận nữa, mà gặp ông chồng cái chào anh. Thấy không? Vì sao? Giải tỏa rồi. Giải tỏa rồi nên bắt đầu là chào anh. Mà chào từ tâm nghe. Vừa chào từ tâm là bắt đầu cái tâm quý vị nó mở rộng ra. Cái tâm mở rộng ra bắt đầu nó bao trùm cái tâm của ông luôn. Nó bao trùm cái tâm của ông là nhờ quý vị niệm Phật á. Nó bao chùm cái tâm của ông là tức khắc tự nhiên ông thấy ông hối hận. Vì tại sao mình lại đánh vợ mình? Người ta về làm vợ mình, người ta sanh cho mình mấy đứa con mình không thương, mà mình còn đánh người ta, mình hối hận quá. Bắt đầu là nhờ cái tâm mà chào ông vui vẻ đó, rồi không giận ông, tự nhiên ông thỏ thẻ bên cạnh mình, ông nói rằng là anh xin lỗi em nha ông. Anh hứa với em là anh sẽ không bao giờ đánh em nữa đâu. Thấy không? Bắt đầu là hai vợ chồng hàn gắn lại. Mà lúc hàn gắn lại thì lúc đó bắt đầu là quá thương yêu mặn nồng á. Bắt đầu là để Phật qua một bên. Hay chưa? Chúng sanh là vậy đó. Ha. Để Phật qua một bên. Con xin lỗi Phật nha. Bây giờ con có ảnh này. Con có ảnh rồi. Anh thương con lại. Con cũng cảm ơn Phật. Anh thương con lại. Nên là con sẽ không có niệm Phật nhiều nữa. Vì sao? Vì giờ con không muốn giảng sanh nữa đâu. Con không muốn xa anh. Bây giờ mà tự nhiên kêu con đi niệm Phật giảng sanh, con có chịu đâu. Vì ảnh thương con hạnh phúc như vậy mà giảng sanh cái gì trời. Thấy chưa? Thấy chưa? Có đó. Vậy đó mà nâng niu chiều chuộng thương yêu thời gian, bắt đầu mà nghĩ niệm Phật á, khi nghĩ niệm Phật á, bắt đầu là nó có những cái nghiệp quả nó nổi lên, cái tâm của mình nó khởi lên, cái tâm nó không hay á, bắt đầu là nó nổi lên, cái tâm nó hiện cái mặt lên, bắt đầu là nó thương thời gian à, thương thời gian à, bắt đầu ha, mình nói cái gì câu không phải, họ nói không phải, cái mình trả lời lại là chát vô cái màu. Lúc bị đánh cái chát đó là đau nữa rồi, bắt đầu đau nữa rồi, bắt đầu là nó đánh xong, thường là người đàn ông nó đánh xong là nó bỏ nhà đi. Đi đâu không? Đi nhậu. Hoặc đi với bạn bè chưa? Người đàn bà thì ở nhà bắt đầu là buồn, khổ, khóc lóc. Rồi không muốn nấu cơm nước. Rồi con cái cũng buồn thảm trong gia đình, nó ảo não vô cùng. Còn người chồng thì bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Bắt đầu là ở nhà, bắt đầu là khóc lóc. Bị chồng đánh mà khóc. Cái miệng thì sưng, con mắt thì bầm. Cái lỗ mũi thì ăn chầu, khổ quá. Bắt đầu lúc đó mới bước đến bàn thờ Phật. Bắt đầu là quỳ lại Phật ơi. Nữa thấy chưa? Nhưng mà Phật vô cùng từ bi nghe, Phật rất là từ bi. Lúc mình vui mình bỏ Phật qua bên, Phật không có trách chút nào chứ. Nhưng lúc mình khổ nhất rồi, bắt đầu là mình đến mình quy trước Phật, là bắt đầu là Phật bắt đầu là so dịu liền. Phật rất từ bi. Lúc đó bắt đầu là quỳ lên, bắt đầu là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có không? Có đó. Có nhiều cô á quỳ trước Phật mà khóc mà niệm vậy cũng hay ha, cũng hay, còn hơn á là giết chồng
quýnh chồng tức ha. Còn cái này thì quỳ trước Phật là như thế nào, biết niệm Phật mà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghe không? À, tốt đó, được đó, thấy không? Đó, thì những đức diễn qua cái chỗ này quý vị sẽ thấy rõ ràng, thấy rõ ràng luôn. Khi đụng chuyện cái là nhớ Phật, nhưng mà khi vui rồi là quên Phật. Nhưng quý vị phải nhớ rằng không ai chung thủy bằng Phật A Di Đà chung thủy chúng sanh. Nên trong kinh giáo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài dạy rằng công lao của Phật còn lớn hơn công lao của cha mẹ gấp trăm ngàn lần. Vì cha mẹ sinh đời này, nếu ta không tu thì đời sau gặp lại cũng không biết nha, sát phạt nhau cũng không biết. Nhưng Phật cho mình phát triển được cái trí tuệ và huệ mạng để thấu hiểu định lực nhân quả, từ nơi đó mà công ơn của Phật rất là lớn. Có một đoạn mà vị tổ sư ngài nói rằng là Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc đứng trông ngóng chờ chúng sanh, cầm cái đài sen chờ. Đức Phật A Di Đà ngài nói rằng là ta đã tạo cái thế giới Cực Lạc an lạc cùng cực an vui như vậy, tại sao những đứa con của ta cứ gông gũi mãi ở trong cái căn nhà lửa của tam giới này khổ hoài mà không chịu gì? Vậy mà Phật A Di Đà ngài cứ đứng này đợi chờ đời này qua kiếp khác này cứ đợi chờ vậy đó. Thì chúng ta nói rõ ràng rằng là Phật A Di Đà và Đức Bổn Sư là trung thành với chúng sanh nhất, chung thủy với chúng sanh nhất, nên chúng ta lấy Phật là người trung thành nhất và nương tựa vào Phật là chỗ yên tâm nhất. Ở thế gian này nương vào ai cũng không yên tâm bằng nương vào cái pháp môn tịnh độ. Niệm A Di Đà Phật, nương vào Phật để cầu giảng sanh, đây là chỗ yên tâm nhất. Yên tâm nhất. Nhưng mà Phật pháp hay lắm, hay cái chỗ này nè. Tuy là chỉ mình một cái pháp để an tâm, nhưng mà không kêu mình đá đổ hoàn cảnh. Đây mới là cái hay nè, cái hay của Phật pháp. Hay là chỉ mình sống trong cảnh nào cũng vui được, mà có thể sống được mà không đá đổ hoàn cảnh. Chứ không phải nói lên cái pháp cho mình nương rồi mình đi đá cái hoàn cảnh mà mình đang có, không phải đâu. Không phải kêu mình bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ cha, bỏ mẹ, không phải đâu. Mà cái người người ta đi vào chùa tu là do gì? Người ta có cái nhân duyên rất là sâu dày, người ta mới đi vào chùa tu. Còn quý vị là hàng cư sĩ, ở trong hoàn cảnh nào thì tu hoàn cảnh ấy, trong hoàn cảnh nào thì hết lòng trách nhiệm với hoàn cảnh ấy, và chân thật niệm Phật như vậy là được rồi. Vô cùng là đặc biệt. Quý vị sống như vậy thì vui lắm, rất là vui. Nên á, sống trong thế giới biết ơn là vui nhất. Vui nhất. Khi ngày hôm nay đi đến đây, có những Phật tử cũng mới đến bữa đầu, thí dụ đi, nghe được buổi này quý vị thấy rõ ràng. Vì chúng ta không có tâm cảm ơn nên phiền não. Có một câu chuyện cô Lưu Tố Văn mà được Hòa Thượng Tịnh Không tán thán, cô là một vị niệm Phật có tiêu chuẩn. Cô là lấy ông chồng điên nha. Khi uống thuốc á, là cô phải thử thuốc của người uống thuốc mà điên á. Cô thử thuốc là ông ấy chịu uống. Mà cái ông này ông kỳ cục. Ông điên mà mỗi lần uống thuốc là ông kêu bà phải thử thuốc, không có chịu uống. Bác sĩ nói rằng là thuốc người điên con không được uống. Nhưng cô á, vì chồng mà cô phải thử thuốc của người điên. Vậy mà cô sống với ông chồng điên này, sau này cải hóa ông là ông hết điên luôn. Cải hóa ông hết điên luôn quý vị. Sau này cô trở thành người niệm Phật có tiêu chuẩn vô cùng. Đến lúc mà công phu cao rồi đó nghe, lúc đó tiếp tục ông thử bà nữa nghe. Ông bên đây, bà bên đây thì nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Ông bên kia thì ông bắt đá banh, ông bắt lớn thiệt là lớn lên để cho bà đừng có nghe pháp được. Thì bà vẫn là còn phàm phu mà. Bà bước qua bà nói với ông rằng: ông ơi, cả cuộc đời
tôi sống với ông đã thử thách tôi quá nhiều, tôi khổ vì ông quá rồi. Mà tới bây giờ rồi mà ông còn thử thách gì mà thử thách hoài với ông. Thì lúc đó ông hết điên rồi, ông nói một câu nói vậy nè. Lúc bà học tiểu học á, thì thầy giáo đưa ra đề thi tiểu học. Khi bà học trung học thì thầy giáo đưa ra đề thi trung học đúng không? Rồi bây giờ bà học đại học thì thầy giáo đưa ra đề thi đại học. Bây giờ bà muốn làm Phật thì thầy giáo đưa ra cái đề thi để làm Phật cao hơn nữa. Bà muốn làm Phật không? Nếu bà muốn làm Phật á, thì cái chỗ thử thách này bà đừng có trách nhau. Nghe chưa? A Di Đà Phật. Ngon. Vậy thì nhiều người niệm Phật trong đây muốn giảng sanh á, nếu mà gặp cảnh ngộ thì lấy cái câu này nhớ nghe. Càng tu thì càng nâng cấp, càng nâng cấp thì càng thử thách cao. Nếu mà không chịu nổi cái thử thách này thì chúng ta sẽ không giảng sanh đâu. Phải nhớ đó. Cái nghiệp chúng ta trả ở thế gian thấy khổ nhưng mà không khổ bao nhiêu. Hiểu rõ ra thì nhờ tu nên chuyển cái nghiệp ba đường ác thành cái nghiệp nhẹ khi trả ở thế gian này. Đó, quý vị mà nghe cái chỗ này quý vị mới thấy nó nhẹ nè. Thấy nhẹ nè. Có cái cô này á, cổ bệnh, cổ cứ than thân trách phận sao mà con bệnh hoài, tu mà cứ bệnh hoài. Thì Nhuận Đức mới nói với cô, Nhuận Đức nói nè, cái bệnh của cô Nhuận Đức thấy chưa nhầm nho gì hết. Cô vẫn còn mắt sáng, vẫn còn đi được, vẫn còn ăn được, cô vẫn còn đi đến đây cộng tu được. Cái bệnh của cô chưa nhầm nho gì hết trơn á. Nhuận Đức hướng dẫn cho người mù, Nhuận Đức thấy kìa. Trời ơi, đã mù rồi mà tay còn bị cùi nữa, chân còn bị cục nữa, khổ đến cỡ nào. Còn có một cái cô mà trong cái hội người mù có một cái cô khổ lắm quý vị ơi. Con mắt của cổ nó to như vậy nè quý vị, nó to và lớn nè. Và cái chồng của mắt nó bự lên và nó lòi ra luôn. Quý vị coi trong cái công đoạn mà hướng dẫn người mù niệm Phật đó, có quay đó. Thì cặp mắt của cổ nó phù to lên và nước nó cứ chảy ra hoài. Mà nó bự, bây giờ nó bự với lớn rồi nè, như cái chén ụp vào ngang mắt vậy đó. Mà nó bao nhiêu cái vằn bên trong và nó lòi cái chồng ra. Và nó nghiêng một bên, nó bự, thiệt là bự một bên gì. Nhìn cái cảnh này chắc nó khổ đau cỡ nào quý vị. Khổ cỡ nào. Vậy đó mà cổ đi đến chùa mình, nó nghe, cổ nghe những đức hướng dẫn đó quý vị. Lúc trước thì định giải phẫu nó quý vị ơi, tính mổ nó. Tính mổ nó. Nhưng mà cổ nói lạ lắm, mỗi lần mà định đi mổ nó là nó đêm đó nó đau, đau không tưởng tượng được. Nó đau dữ lắm luôn. Rồi cổ nghe những đức chia sẻ Phật pháp đó, đi đến đây nghe những đức chia sẻ Phật pháp đó. Rồi xong những đức chỉ cổ đó. Thôi bây giờ cô đừng có mổ nó nữa. Cô đừng có mổ nó nữa. Bây giờ cô nghe lời Nhuận Đức nè. Cô cố gắng cô ngồi cô niệm Phật nghe. Rồi cô niệm Phật cô cứ so so nó đó, như nó là một người bạn, người thân thương của mình vậy đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà phải phát từ tâm đến với nó luôn. Từ tâm đến với nó luôn. Đó là người ta đến người ta đòi nợ đó. Người ta đến người ta đòi nợ nên đó, là mình so người ta, so dịu cái tâm đòi nợ của người ta nghe không? Cô nói hay lắm, rất là hay. Từ ban đầu con mắt nó bự như vậy và nó chảy nước vô cùng, nó chảy nước, chảy nước, chảy nước. Cậu cứ ngồi cấp đầu tiên ấy, là cứ cầm cái khăn cứ vuốt 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 hoài mà nó ghê lắm kìa. Xong cái đi đến chùa mình được độ 5-6 lần để cùng cộng tu với nhóm người mù á. Thì những đức hướng dẫn vậy thì bắt đầu cô về cô làm. Bây giờ nó khô lại và nó gom lại. Lúc trước thì nó bự gì, bây giờ nó còn khoảng mấy lớn thôi. Mà nó không có chảy nước nữa. Này là nói thật là nó không còn chảy nước nữa. Và cặp mắt của cổ bây giờ nó cũng gọn tương đối. Nó không còn chảy nước nữa, rõ ràng không? Vậy mà cổ nói rằng là nếu phát tâm mà muốn đi mổ nó, bắt đầu là đêm nó sốn. Nó đau vô cùng đau, nó đau chịu không nổi và nó chảy nước ra thiệt nhiều ra. Đó quý vị thấy không? Vậy thì những người mà mang bệnh ung thư mà quý vị muốn đi cắt xẻ mổ nó đó nghe, đây là quý vị không có chịu trả nghiệp. Mà nó cắt chỗ này thì nó lòi chỗ kia, nó thành chỗ nọ. Nếu quý vị mà tin nhân quả rồi, quý vị chân thật niệm Phật, mang cái tâm hoan hỷ để niệm Phật đó nghe, là nó hóa giải cái nghiệp lực rồi. Khi quý vị khỏe là nó tặng gốc nghiệp luôn.
nó tặng gốc nghiệp luôn. Còn nếu quý vị mổ nó đó nghe, xẻ nó đó nghe, là nó chưa có chịu trả nợ thì nó hết chỗ này, nó lòi chỗ kia, nó mọc chỗ nọ, nó di căn tứ tung hết. Vì sao? Vì mình không chịu trả nghiệp. Nếu mình mà tin chỗ này đó nghe quý vị, bị bệnh quý vị đừng có sợ. Vì cái chân thật vui vẻ niệm Phật rồi đem công đức hồi hướng vào phiên người ta cùng với mình cầu sanh về thế giới cực lạc đi. Trời ơi, cái nghiệp quả đáng sợ lắm. Quý vị từng đọc qua Từ Bi Thị Xám, quý vị biết Ngộ Đạt Quốc Sư đó giết lầm một người đó nghe. Như vậy mà chịu 10 đời nó đi theo đó. Nhưng ông 10 đời ông đều là bậc cao tăng nên chịu thố không có quấy rối được ông đó. Như vậy mà tới đời thứ 10 ông là một vị quốc sư, là thầy của nhà vua. Nhà vua tặng cho ông một cái ghế trầm hương đó nghe. Khi mà ông ngồi lên cái ghế, ông vừa khởi tâm không phải một chút xíu thôi, vừa khởi tâm thôi, vậy đó mà chịu thố đó nghe, nhập vào đầu gối ông làm cái một ghẻ mặt người liền đó. Theo thời gian bao lâu? 10 đời. Theo 10 đời để chờ cơ hội. Nhưng cái vị này tu quá giỏi, 10 đời đều là có thằng hộ pháp gia trì nên nó chịu thố không quấy rầy được. Vậy mà ông ngồi lên cái ghế trầm hương, ông vừa khởi tâm cái thôi nghe, vậy đó mà chịu thố có cơ hội liền, nhập vào đầu gối ông làm một ghẻ mặt người liền á, quấy rầy liền đó. Quý vị thấy chưa? Qua cái chiều hướng này quý vị nghe đó, người ngồi trong đây á, nếu ai có mang cái nghiệp phá thai đó thì quý vị suy nghĩ đi. Người ta giết người là giết cái người không phải là dòng máu của mình mà giết lầm đó. Mà còn theo 10 đời, nếu quý vị giết cái người thân thương thì quý vị nghĩ sao? Bây giờ chúng ta còn sống, chúng ta suy nghĩ nè. Mình khi thương người nào mình thương thiệt nhiều, nhưng khi người đó mà làm cái gì không phải đối với mình thì cái sự ghét của mình cũng quay lại vô cùng là hận và ghét, đúng không? Có những vợ chồng khi đến với nhau thương thôi, xa một chút là bắt đầu là nhớ chịu không nổi. Nhưng khi mà ghét rồi là nghe tới tên một cái, ai mà nhắc tên một cái bắt đầu là nói im. Nói im câu kia hết hồn. Im liền, không được nhắc cái tên người đó trước mặt tôi. Tôi hận người đó lắm. Nhưng mà lúc trước là sao? Lúc trước là thương, vô cùng là thương. Nhưng bây giờ thì vô cùng là hận. Như vậy thì đứa con vào bụng mình, đây là duyên đòi nợ hoặc là trả nợ. Nhưng nếu chúng ta giết đi, nếu mà đến đòi nợ thì nợ chắc chồng. Nếu đến mà trả nợ thì thành quay lại là nó sẽ đòi nợ chúng ta. Nhưng có nhiều cô phá thai rất nhiều, có những người phá thai 4-5 lần. Phần nhiều bây giờ phụ nữ, phần nhiều có phá thai hết. Từ nơi đó thì quý vị suy nghĩ, nếu đời này mà không niệm Phật sanh về thế giới cực lạc thì chúng ta như thế nào đây? Quan gia này sẽ không tha cho chúng ta đâu, không tha đâu. Khi cận tử nghiệp á, thì bắt đầu nó kéo ào ào đến, đứa thì nó cắn, nó ngắt, nó xé, nó bóp cổ, nó kéo quý vị đi vào quỷ đạo của tụi nó để nó xử quý vị. Và cái sự chầm lưng này không thể nào mà tưởng tượng được. Nên cái người mà mang cái nghiệp phá thai đây là đại nghiệp. Mà nghiệp này là nghiệp gì? Nghiệp giết con. Những đức vừa mới đọc cái quyển sách mà lời tâm sự của một thai nhi vô tội đó, tuy những đức đọc chữ thì nó không có chạy, nhưng mà mình cũng thích đọc chữ cho người ta nghe. Kệ đọc được chữ nào thì nghe chữ này. Vậy mà đọc cũng có cảm xúc lắm nghe. Chắc Phật gia hộ sao đọc cũng ngon lắm, đọc được lắm á. Đọc xong rồi những đức chèn những cái công đoạn phá thai vào mà người ta chụp ngay cái điểm phá thai đó luôn quý vị. Trời ơi, tới chỗ này ho luôn, sợ quá, kinh quá quý vị ơi, không tưởng tượng được. Bởi vì chính mình lúc đó nhiều lúc mà đau đớn mình đâu có thấy đâu, nhưng mà lúc phá thai đó không biết làm sao mà người ta chụp được quý vị ơi, người ta chụp được từ trong máy luôn quý vị ơi, trong cái máy siêu âm người ta chụp được, chụp nó rõ ràng quý vị, thấy kinh sợ lắm kìa, kinh sợ lắm. Ôi ôi, gì đâu mà có những cái bầu thai nó thành người rồi, nó đầy đủ tay chân mắt mũi miệng hết trơn rồi. Quý vị biết rằng có những
cái thai nó còn nhỏ như bằng cầm tay vậy đó, thì đem nó ra được, quý vị biết không, đem nó ra rồi cái tay nó ngoe ngoe vậy nè, rồi mình thấy gì đâu mình đau lòng thiệt luôn á. Đem nó ra rồi quý vị ơi, nó ngoe ngoe vậy nè, thì nó còn sống trong bụng mà đem nó ra thì nó ngoe ngoe vậy nè. Rồi bắt đầu quý vị biết rằng là bỏ nó vào trong cái tủ ướp lạnh đó quý vị ơi. Rồi cái sự này đau đớn và cái sự hận thù này cỡ nào hả quý vị? Đây quý vị coi cái đoạn mà những đứa đọc mà lời tâm sự của một thai nhi vô tội đi. Rồi những đứa chàng hình ảnh quý vị coi đi. Rồi quý vị sẽ thấy rằng là quý vị gùng gợn vô cùng. Và quý vị nên cho con gái quý vị coi đi, để con gái quý vị nó đừng có tùy tiện, nó đừng có lỡ dại. Đáng sợ quá, bởi vì cái sự hận thù này làm sao mà nguôi được, làm sao mà nguôi được hả quý vị? Vậy mà phá thai rồi, bây giờ đi đến chùa gỡ một chút tiền, tụng kinh dùm, niệm Phật dùm, rồi hồi hướng, xong rồi hả? Giết một linh vị, xong rồi à, xong rồi à. Quý vị phải tu cả cuộc đời này, quý vị phải niệm Phật cả cuộc đời này để cầu sanh về thế giới cực lạc, quý vị mới xong với nó. Đừng có mong mà nó tha cho quý vị. Ở đây là chính những đứa coi rõ ràng luôn, quý vị biết rằng là để cái kéo vào người đàn bà rồi xong mà cắt từ cái tay nó gấp ra, cắt từ cái chân nó gấp ra, rồi cắt ngay cái bụng nó moi guột nó ra, rồi cắt từng đoạn, rồi mới bớt ngay cái não, cái đầu nó dẹp dẹp ra rồi đem ra. Đây là công đoạn coi rõ ràng luôn đó. Quý vị thấy rằng con người chúng ta nè, chúng ta cầm cái lưỡi lam mà cạo da mặt thôi, gạch nhẹ da mặt mình thôi mình đau. Hoặc là mình lỡ bị một cái kim gì đâm vào ngón chân mình thì mình lễ ra liền. Như vậy mà cầm cái kéo cắt chân cẳng tay chân, bóp đầu não người ta, moi guột gan nó ra rồi để vào cái thau, quý vị biết không, nó vẫn còn phập phiều nó thở, quý vị ơi, moi guột ra rồi mà nó còn thở phập phiều như vậy, thì quý vị biết cái sự hận thù của nó cỡ nào hả quý vị? Hận thù cỡ nào đấy? Không có một đạo tràng mà nói như vậy thì người làm sao hiểu được. Đây là cái chỗ tạo nghiệp quá ghê tởm. Tại sao mà thân người đàn bà phá thai mà bệnh như vậy? Phá thai một lần sanh ba lần con, mà phá thai một lần còn tổn hơn nữa đó. Nên tùy tiện đi. Người mà mang cái nghiệp phá thai thì gia đạo sẽ không bao giờ bình yên, con cái ngỗ nghịch vô cùng, vợ chồng sẽ đi đến cái chỗ là ly tan, không có gần gũi với nhau được. Hãy nhớ đó. Và gia đình xào xáo tối ngày. Cái nghiệp phá thai đáng sợ lắm. Nghiệp phá thai là nghiệp giết người. Nên những người phụ nữ mà lỡ mang cái nghiệp phá thai là phải thành tâm tụng kinh niệm Phật, nhất là pháp môn tịnh độ này, phải niệm A Di Đà Phật tới cùng. Chính chúng ta phải cầu sanh cực lạc, và mong những cái thai nhi này cũng cầu sanh cực lạc cùng với chúng ta. Đó mới là cách quá giải hận thù và đem cái công đức niệm Phật hồi hướng cho các cháu, để cầu cho các cháu được siêu thoát. Cả một đời này phải lo tu. Người mang cái nghiệp phá thai là cả cuộc đời này phải lo tu. Nếu đời này mà không tu cho tốt thì tương lai chúng ta vào đó là địa ngục. Địa ngục. Đây không phải là lời hù dọa, mà lời nói này là lời nói của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài nói những đức chỉ là nói lại thôi. Chắc chắn là như vậy. Vì sao cái tội giết người ghê lắm? Có nhiều cô ngồi trong đây, có những cô đã từng phá thai hai ba lần đó. Hai ba lần đó. Có những cô gặp những đức, cô khóc vô cùng, cô nói rằng con phá thai bảy lần thầy ơi. Bảy lần này một cái linh hồn. Vì sao? Lạ lắm. Cái người muốn sanh thì không có con, mà người phá thai thì có bầu hoài vậy đó. Vừa phá cái lay quay là có bầu nữa. Vì sao? Vì nó quá hận. Nên vừa vợ chồng gần gũi là nó nhập thai liền. Phá nó đi, phá nó đi, cho gia đình này tan nát. Nên từ nơi đó mà ghê lắm. Cái nghiệp phá thai nặng lắm. Người thế gian không hiểu chỗ này đâu. Suy nghĩ rằng chỉ là một giọt máu một tuần, làm gì gọi là giết người? Không có một linh thức thì làm sao biết mình mang thai? Không có linh thức thì làm sao biết mình mang thai? Như vậy thì phá một giọt máu có nghĩa là giết một mạng người. Đã tượng hình.
Từ nơi đó những người nữ mà nghe chỗ này, quý vị phải phát tâm niệm Phật. Và các thai nhi khi nghe chỗ này, các con phải buông xuống hận thù, phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Nếu các con không phát tâm niệm Phật thì cái cảnh giới của các con rất là khổ, rất là khổ. Bây giờ có một đạo tràng tu như vậy, mỗi ngày niệm Phật xuyên suốt như vậy, các cái thai nhi mà về đây đó, những dịp Tết này nè, người ta đi đến đây thai nhi cũng đi theo nè. Thai nhi là thường đi theo suốt người mẹ, mẹ đi đâu nó đi theo đó. Từ nào đó đi về đây nó cũng nghe pháp được nè. Mang tâm cảm ơn đi các con, vì mình cũng từng mang cái nghiệp gì đó, nên bây giờ mình không được đủ cái phước sinh ra đời, không được đủ cái phước sinh ra đời. Bây giờ các con nương vào cái đạo tràng này, các con niệm Phật đi. Ở đây mỗi ngày có cúng thí thực cho các con dùng nè. Bữa nay cúng thí thực nhiều lắm nè. Rồi phóng sanh niệm Phật lễ Phật nè. Rồi đem công đức hồi hướng cho các thai nhi nè. Nguyện như các con có thể nương vào cái công đức của Phật để niệm Phật, để cầu sanh về thế giới cực lạc thì mới hết khổ nghe các con. Còn nếu đeo đẳng theo mà đòi nợ các con khổ lắm. Nhưng nói như vậy quý vị ơi, nhưng cái hận thù các cháu nó nặng dữ lắm quý vị ơi. Nên quý vị nếu là người lỡ mang cái nghiệp phá thai, cả người chồng, cả người vợ phải lo tu. Đừng nói rằng là chỉ có một mình bà vợ phá thai, chứ tôi đàn ông có phá thai đâu. Không có mấy ông sao mấy bà đi phá thai. Nên chia đều ra 5 năm. Chia đều ra 5 năm, mỗi người giác 5 phần. Hiểu không? Vậy thì tu thì hai ông bà cùng tu, để cùng sám hối, cùng hóa giải hận thù. Cố gắng đi, không phải hù đâu quý vị à. Bởi vì tự kiểm lại đi. Người nào mang nghiệp phá thai, bị coi cơ thể bị có tốt hay không, tính tình có thay đổi bất thường hay không, rồi vợ chồng sống có được hạnh phúc hay không, con cái sinh ra ngỗ nghịch bất thường đúng không. Từ nơi đó kiểm qua chỗ này thì quý vị cố gắng niệm Phật đi. Cố gắng đặt một chiếc máy cầm nghe, trong đó những đức nói sâu về nhân quả lắm, cứ nghe suốt đi. Mình nghe, thai nhi cũng được nghe. Nhớ đó, mình nghe, thai nhi cũng được nghe. Vì thai nhi luôn luôn đi theo bên cạnh mình. Mình bật máy niệm Phật, mình nghe, thai nhi cũng được nghe. Mình bật máy nghe pháp, mình nghe, thai nhi cũng được nghe. Buổi tối mình nghe pháp, mình niệm Phật, thai nhi cũng nghe pháp, cũng niệm Phật. Từ nơi đó tâm hận thù sẽ giảm tối đa xuống liền. Giảm xuống. Vì quan gia nên giải, không nên kết nữa. Nên khóa cái tâm cảm ơn để niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Chỗ này quá đặc sắc, quá đặc sắc. Nên rất cần cầm chiếc máy MP3, đi đâu cũng nghe. Và nên làm cái chuyện đặt chiếc máy này tặng người, đem công đức hồi hướng về cực lạc. Cái chỗ làm này đặc sắc lắm. Nhất là gặp người nghèo, người già nghèo, không đi chùa được, ở nhà nuôi cháu, giữ cháu, cứ ru cháu ngủ ở nhà, cứ lam lũ ở nhà hoài buồn tội nghiệp. Quý vị đặt một chiếc máy tặng cho bà già này. Nhớ cố gắng làm cho nó đi. Chỗ này đặc sắc lắm, quá đặc sắc. Cho bà ở nhà bà nghe rồi bà niệm Phật nghe. Mình làm những chỗ này gọi là tâm sám hối, đem công đức này hồi hướng cho các con, cầu cho các thai nhi được siêu thoát. Và mỗi tuần chủ nhật cố gắng đi đến đây cộng tu. Vì chủ nhật số lượng đông này, một mình ở nhà thì giống đốt một ngọn đèn. Bây giờ cùng số lượng mấy ngàn người này, là cùng mỗi một người đốt lên một ngọn đèn, một ngọn đèn đốt lên. Khi đốt lên những ngọn đèn sáng vô cùng thì phá tan đi bóng tối vô minh. Từ nó những cái công đức nhiều người niệm Phật như vậy thì nó hóa giải cái sự hận thù của quán thân trái chủ. Quý vị ngồi ở đây gì nãy giờ quý vị thấy tâm tư bị nhẹ vô cùng, chỉ có cái chân đau đau một chút thôi. Nói mà tới đoạn cuối nó mạnh mạnh một chút, chứ không thôi là nói mà ru ru một chút là mấy cô như thế nào. Tội nghiệp mấy bà lắm. Cuối cùng mà nói mà cũng hết hơi mệt mà vậy mà cố gắng mà bường mà nói, mong cho mấy bà đừng có ngủ. Nói nhẹ nhẹ thì ngủ gục tội nghiệp. Có nhiều cô mà cũng nhiệt tình lắm, tuy buồn ngủ nhưng cũng cố gắng ngồi tại chỗ ngủ. Còn ngồi mà thấy tội nghiệp lắm, ngồi mà mắt làm vậy nè, tội nghiệp ghê nha.
ngước lên ngước xuống vậy đó, tội lắm mà. Vậy mà không đi ra ngoài nghe, hay thiệt. Có lần nhà Đức hỏi cô đó, mỗi lần mà chủ nhật đến đây cổ ngồi là cổ ngủ không à? Nhà Đức thấy chủ nhật từng nào cũng đến mà đến lần nào cũng ngủ không à? Có lần nhà Đức gặp cổ, nhà Đức hỏi sao mà cô hay vậy? Cô nói hay gì thầy? Sao lần nào mà cô đến đây ngày chủ nhật cô những đứa thấy cô dựa vô cái cột cô ngủ không mà sao từng nào cô cũng đến chứ thầy? Cô nói sao ngồi thầy ơi, ngủ trong chùa, ngủ lúc mà thầy thuyết pháp á, ngủ xong thức dậy tự nhiên á khỏe lắm thầy ơi. Nói ngộ ghê không? Đúng nè, rõ đây là cái từ trường tốt quý vị ơi. Những đứa nói cô ngủ mà từ trường nó còn tốt vậy, cái người thức từ trường còn tốt hơn nhiều. Cô ngủ nó được có một phần, nhưng người ta thức người ta được tới 10 phần lận. Cô cố gắng mai mốt cô mở mắt ra nghe không. Mà những đứa cũng khen cô đó, cô ngủ mà sao cô ngồi ngủ từ đầu tới cuối, sao cô ra ngoài cô ngồi ngủ. Cô nói không, con thích ngủ trong đây à. Trời ơi bả đi, gan thiệt. Thì thấy không, cũng có nhiều cô đặc sắc lắm á. Còn có nhiều cô những đứa hỏi, cô nói rằng buồn ngủ lắm, định đi ra ngoài ngồi ngủ nhưng mà sao không dám đứng lên đi ra ngoài. Cũng có vậy nữa. Nó, quý vị thấy không, nhờ cái đại chúng nó khuôn mình nghe. Chứ đố mà ở nhà mà kêu mình ngồi kiểu này á thì sao ngồi. Nhưng mà nhờ nhiều người ngồi mình muốn đứng ra thì nói thôi, người ta ngồi sao mình đứng ra được, kỳ quá. Đứng ra đi ngang cái mặt người ta kỳ cục quá, thôi cố gắng ngồi. Cái đau chân bóp 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 cái chân, nhưng mà tôi cố gắng ngồi 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 ngồi. Vậy mà tiếng 35 phút rồi đó. Thấy chưa, đặc sắc chưa? Rõ ràng là đức chúng như biển cả mênh mông, thấy không? Nó nhờ cái đức của chúng. Thằng chú bắt đầu lễ Phật nè, trời ơi lễ thôi như sấm sét vậy đó. Ở nhà mà lết không chịu lễ Phật đâu. Có nhiều bà nói rằng cái chân của bà ở nhà mỏi lắm thầy ơi. Con ở nhà đứng lên đứng xuống chừng 3 lần thôi chịu không nổi. Vậy mà vô đây lễ có tiếng đồng hồ sao lễ phải re. Những đức nói bà biết sao mà khỏe không? Vì bà thấy người ta lễ bà lễ theo. Lễ theo nên đức chúng nó kéo mình, thấy không? Nên những người mà mang cái nghiệp nặng cỡ nào nhưng mà đi vào cái đạo tràng này ngồi tu nha, rồi lễ Phật đó nha, nghiệp gì từ từ cũng tiêu. Rồi xong nắm được phương pháp đó, cầm chiếc máy về nhà tiếp tục, lúc nào rảnh bật lên lễ Phật, bật lên lễ Phật. Những đức niệm trước quý vị nghe, đại chúng niệm quý vị niệm theo. Trời ơi tu một thời gian nghe, nghiệp gì nó cũng tiêu rồi, tâm tư nó an vui thanh lương vô cùng. Làm ăn việc gì cũng phát đạt, cái gì sao biết không? Cái tâm này nó vui. Khi cái tâm này nó vui rồi mặt nó tươi. Chứ làm sao? Tâm vui thì mặt tươi chứ làm sao? Cái tâm mà không vui thì cái mặt héo luôn. Nói, đúng không? Phụ nữ thì người ta gọi như một loài hoa, dù là trẻ hay già gì cũng là hoa, đúng không? Nếu mà cái tâm này mà vui thì hoa tươi, còn cái tâm này mà buồn thì hoa héo. Hoa héo có ai nhìn không? Hoa héo là gì nè? Héo ai đâu nhìn hả? Nên mình là tươi vui dù là mình xấu nhưng mà mặt tươi, đúng không? Mặt tươi vui là từ tâm nó phát lên gương mặt vui lắm. Khi buôn bán gì mà mặt vui rồi là bán đắt lắm, hiểu không? Còn buôn bán cái gì mà cái mặt mà sụ buồn, dặn chồng đồ mà ra ngoài cái tiệm bán đồ mà cái mặt gì nè, người ta đi ngang tới đến mua đồ gặp mặt mình cái tránh chỗ khác luôn, mặt mà này ghê quá à. Bán đồ mặt kinh kênh ghê gớm quá à. Còn mình bây giờ mình học Phật mà niệm Phật rồi, ngay cái tiệm bán đồ của mình để cái máy niệm Phật nghe pháp, gặp người ta đi qua đi lại mặt cái mình cứ là tươi vậy đó, thì tự nhiên người ta nói con này của bán đồ mặt tươi quá. Khi mà người ta đến người ta mua đồ một cái là người ta vừa hỏi mình cái là mình hỏi anh chị mua cái gì, lựa đi, lựa thoải mái đi nghe, cứ lựa đi, mua không mua thôi không sao đâu, cứ lựa đi nghe. Trời ơi cái lời nói này hay lắm á. Chứ đừng có nói rằng là đồ mình vừa mới sắp xếp gọn, cái bà này bà sốc lên chân à, rồi bà không mua tôi chửi bà bây giờ nghe. Đừng có nói vậy, đừng có nói vậy. Có nghĩa là mình buôn bán chịu cực, sắp xếp ngay ngắn lại. Có nhiều khi gặp người thử thách đến nha, thử thách đến không mua đến sốc, sốc từ ở dưới sốc lên không à, sốc lên nó lộn xộn đồ đạc hết trơn. Xong bà bỏ đi, bà vừa bỏ đi vừa phớt qua một cái là bắt đầu con mẹ này không lẽ tao chữ, thấy không? Là rồi xong là tạo nghiệp rồi, thấy chưa? Còn mình là tươi vui phải không, sốc đồ coi xong rồi mình nói một câu à, không được rồi thôi không sao đâu chị đừng có ngại, chị cứ coi đồ thôi không mua rồi thôi không sao đâu chị à. Mình nói một câu vậy nghe, nhưng mà không mua được không, không mua được không, nói cái câu dễ thương vậy mà không mua được không,
cái người mà nói câu dễ thương vậy, dù tôi không muốn mua tôi cũng mua nữa. Thấy không? Thì sao? Thì bán đắt chứ sao? Nó nên cái người học Phật hay lắm. Nên có nhiều người phụ nữ mà người ta nghe chỗ này rồi ta áp dụng đa dạng phương tiện luôn. Ông chồng ông cứ đi sớm về muộn, đi sớm về muộn hoài. Ở nhà mình cứ chăm lo, ổng về cứ chăm lo, chăm lo, chăm lo. Xong đó nghe, mình còn nói một câu nói nè: em cố gắng em lo gia đình đàng hoàng, em lo cho con cái đàng hoàng, anh cứ đi lo làm ăn cái việc của anh. Anh là đàn ông mà, anh làm việc của anh, em đâu có biết đâu. Anh cứ lo việc của anh cho đàng hoàng đi. Ở nhà em và các con luôn luôn là tin tưởng anh dữ lắm. Trời ơi, mình nói câu này, ổng ra ngoài mà mèo mỡ chắc là ổng cũng sựng tóc gái luôn á. Không có được đâu. Vì sao? Người đàn bà ta khéo quá, ta mới nói câu này. Còn gặp mà về, bước về cái là cái mắt như nè. Cơm không nấu, bắt đầu kênh nha. Đi tìm nó, nấu cho ăn đi. Nói bóng nói gió, xàm xàm vậy, nó không biết có đúng hay không nữa. Hoặc là ông chồng đi đâu xa xa rồi bắt đầu là đi tìm hiểu, đi hỏi bạn bè. Ông đi hồi tối là ghé đâu, ghé đâu, ghé đâu. Đây là cái chỗ mắt chồng nè. Vì đàn ông người ta sợ, mình buộc người ta kiểu đó lắm. Rất là sợ, sợ. Khi mà ta mà ra khỏi sợi dây đó rồi là ta chạy mất dép, không quay lại luôn. Sợ quá, tôi gặp bà tôi quá sợ rồi. Nó còn mình khéo, người đàn bà mình khéo nè. Bắt đầu là chồng về cái mình không có đem cái áp lực cho người ta, mà mình còn hỏi han, mình chăm lo, mình tin tưởng người ta. Từ cái lòng tin đó mà lỡ chồng mình ổng bậy bạ cái gì là ổng quay đầu lại, ổng sửa đổi luôn. Rồi là mình không có mất chồng mà gia đình mình hạnh phúc. Đây mới gọi là người đàn bà khéo léo, nghe không? À. Thôi bữa nay chúng ta đầu năm nói nhiều rồi đó, tiến 40 phút rồi đó. Giờ này năng lượng à. Em quá nhiệt tình. Sống trong thế giới biết ơn. Khi mỗi người chúng ta mà nghe được Phật Pháp, hoặc là người chưa từng nghe Phật Pháp, nếu mà niệm niệm chúng ta thường biết ơn thì mình chắc chắn rằng là ít sanh phiền não. Còn nếu niệm niệm mà không biết ơn thì thường là quán người, trách hờn người thì mình sẽ chú phiền não. Nên cái công đoạn hòa thượng tịnh không ngày giảng sống trong thế giới biết ơn này có mấy công đoạn hay lắm. Những đức đọc nguyên văn cho quý vị nghe nè: hãy biết ơn những người khiển trách ta, vì họ giúp ta tăng trưởng định tuệ. Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn. Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta, vì họ đã dạy cho ta biết tự lập. Hãy biết ơn những người đánh đập ta, vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta. Hãy biết ơn những người lừa gạt ta, vì họ tăng tiến kiến thức cho ta. Hãy biết ơn những người làm hại ta, vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta. Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được kiên định và thành tựu. Bao nhiêu công đoạn để thôi, nhưng người người đều nêu lên rằng đây là những lời vàng ngọc của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, đúc kết mấy chục năm tu hành. Có tu có hành, chắc chắn rằng là có chứng mới có thể phát lên những câu này. Khi chúng ta đọc lên để học tập thì dù là hiện tại mình chưa có công phu mà có thể phát cái tâm cảm ơn được, nhưng nếu chúng ta muốn cuộc sống này của mình mà có được niềm vui và có được hạnh phúc thì phải nên có tâm cảm ơn. Vì chúng ta nghe lời Phật dạy, mỗi một chúng sanh khi gặp nhau là có thiện duyên, có ác duyên.
có đòi nợ có trả nợ. Mà cái chỗ này mà xảy ra là từ đâu? Từ do ngay chỗ cái nhân của mình đã từng tạo, nên bây giờ nó chiêu cảm cái quả báo là thuận duyên nghịch duyên, đòi nợ trả nợ. Nếu chúng ta có thể dùng cái câu biết ơn này thì chắc chắn rằng là khi thuận duyên thì không dính mắc, khi nghịch duyên thì không buồn phiền. Như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bị phiền não, không bị phiền não ha. Nên hãy sống trong thế giới biết ơn. Cái văn tự này tuy ít nhưng mà nhắc nhở chúng ta rất là sâu sắc. Hôm nay đầu năm chúng ta học sống trong thế giới biết ơn, có thể mang dấu ấn, ấn tượng vô cùng. Nguyên một năm luôn luôn khi mà gặp cảnh ngộ gì cũng vậy, mình cũng là mang tâm cảm ơn chúng sanh. Hoặc là gặp một ông chồng mà ông đối xử tệ bạc với mình thì mình cũng mang tâm cảm ơn ông chồng. Còn gặp một ông chồng mà ông thương yêu vô cùng thì cũng phải mang tâm cảm ơn. Đối chúng sanh thuận nghịch đều là cảm ơn. Cảm ơn thì chắc chắn là không phiền não. Và cảm ơn bằng trí tuệ hiểu biết niệm Phật thì chắc chắn là không dính mắc khi người thương yêu lo lắng cho mình. Hai vị trí này mình hiểu được rồi thì cái tâm cảm ơn của mình là phát lên cái tâm rất là chân thật, rất là chân thật. Nhưng cái này phải đòi hỏi công phu có thời gian á, công phu có thời gian. Những đức tính từ ban đầu mình gặp Phật Pháp, và hôm nay mình có thể trong đạo mà có niềm vui, và người này có thể hướng dẫn cho Phật tử đông như vậy, chúng ta phải hết lòng cảm ơn Đại Đức Thích Giác Nhàn. Vì sao? Nếu ban đầu những đức không gặp được Đại Đức Thích Giác Nhàn thì không có những đức ngày hôm nay. Phải nói rõ ra là như vậy. Thầy đã dùng nhiều phương tiện để rèn luyện những đức, và số lượng lúc đó anh em nam rất là đông, nhưng mà thầy có thể nhìn nhận những đức như thế nào những đức không biết, nhưng mà lại thường giao cho những đức rất nhiều công việc và rèn luyện những đức nhiều hơn tất cả những anh em khác. Và thời điểm đó có những chú rất giỏi nhưng không được lên trên chánh điện nói chuyện câu nào cả, nhưng riêng những đức thầy cho được lên chánh điện sắp xếp đại chúng. Trước khi thầy lên giảng được sắp xếp đại chúng niệm Phật với đại chúng, và lo được nhiều công việc trong ngôi Tam Bảo, tạo nhiều điều kiện cho những đức được rèn luyện trong môi trường Phật Pháp. Từ nơi đó mà khi đi xuống dưới đây thì những đức biết rất là nhiều việc để sắp xếp chùa chiền, là nhờ thầy đã cho những đức cơ hội mới có được những đức ngày hôm nay. Chúng ta mang tâm cảm ơn thì phải thật lòng, có trước có sau. Biết rằng đi đến đây ở chùa Hòa Thượng, được Hòa Thượng xuất gia, được Hòa Thượng truyền giới, cái ơn nghĩa này rất dày, nhưng chúng ta phải nói có trước có sau. Nếu không gặp được Thầy Giác Nhàn thì làm sao mà những đức có cơ duyên được Hòa Thượng xuất gia. Từ nào đó cái ơn của Thầy Giác Nhàn là đầu tiên nhất, rất là lớn. Và cả cuộc đời này mình phải nhớ, nhớ xuyên qua chiều hướng của Bồ Tát Phổ Hiền dạy mình là phải y giáo tu hành cúng dường, chân thật tu hành cúng dường, hướng dẫn chúng sanh nhiệt tình để cúng dường. Đó gọi là nhớ ơn để mà cúng dường. Từ khi những đức đi xuống đây tới giờ thì những đức không có về chảnh mấy lần hết á, không có về luôn á. Nên là cũng có nhiều người hỏi những đức sao thầy đi thầy không có về lên tỉnh Thác Quan Âm thăm thầy chứ. Những đức nói khi mà những đức đi bữa đó thầy họp thầy nói gì nè,
chuyến này chú đi chú nhớ không, phải cố gắng thành công không được thất bại á. Mấy năm ở bên cạnh tôi để học tập, bây giờ đến lúc phải phục vụ chúng sanh rồi đó nghe. Thì thầy nói như vậy mình sẽ cố gắng. Thì bây giờ ở đây rất là đông người, rất là đông người, công việc những đứa rất là bận bịu với anh em. Thì ở trên kia cũng đang lo phục vụ chúng sanh, ở đây cũng lo phục vụ chúng sanh. Vậy thì rõ ràng là y giáo tu hành cúng dường là đúng à. Thầy cũng sẽ không bao giờ trách rằng là tại sao mình không về chảnh mình thăm thầy, trong khi ngôi chùa này quá lớn mà người quá đông quý vị. Dịp Tết này những đức nằm luôn mấy ngày, từ đêm 30 xong rồi là sáng mùng 1 bệnh luôn, nằm suốt mấy ngày vì sốt, vì sắp xếp công việc của chùa quá nhiều, người đông lắm, ngày nào cũng rất là đông. Ban bệ người nào cũng rất cực, quý thầy thì đứng ngoài trước, Phật tử ào ạt đến thì tặng lộc, tặng quà đồ này kia, quý thầy tích cực. Còn các cô trẻ thì ở dưới bếp nấu ăn xuyên suốt ở dưới đó, chỉ nấu cơm luộc rau thôi mà cũng quay tối ngày luôn. Còn chùa mình thì có cái món đặc sắc, cái món mà quanh năm không thay đổi, tới chừng nào giảng sanh mới thay đổi. Cái món gì thì quý vị biết rồi đó, không có nói rằng cuối năm hay là đầu năm gì thay đổi, chứ nó đều y rang luôn. Đúng là người niệm Phật trung thành. Nên từ nơi đó mà người chùa quá bận biệu, quá đông người, chúng sanh về người ta quan hỷ lắm. Quý vị về đây, quý vị đi vòng xung quanh chùa thấy, đặc biệt cái vườn hoa bông giấy chùa mình nha, hoa cái vườn hoa này quá đẹp. Nghĩa là người bước vào ngôi chùa mình cái là tự nhiên, dù là đi một đoạn đường xa người ta mệt nha quý vị, nhiều người luôn á, người ta nói với thầy, người ta nói rằng con bước vào là khỏe liền. Vì biết sao? Trước cổng chùa là hai cái máy niệm Phật niệm vang quá ngoài đường. Vì có đi đến đâu mà thấy ngôi chùa nào mà niệm Phật vậy không? Vang 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 ngoài đường là hai cái máy đó nghe, là cố định tối ngày sáng đêm lúc nào cũng là vang ở ngoài đường. Lúc những đức mới đi xuống dưới đây nghe nói ngoài trước này năm nào cũng là có tai nạn người ta chết và đụng xe dữ lắm. Vậy mà từ khi những đức đi xuống đây tới giờ là không có luôn đó quý vị, không có luôn. Thì quý vị thấy rõ ràng không, cái cách mà những đức làm là cách nào? Đặt cái máy niệm Phật quay ra ngoài đường cho chư hương linh nghe, nghe rồi người ta hiền, người ta giác ngộ, người ta không có bẻ tay lái xe của mấy người chạy xe. Nó, nên ta hiền mà, ta vô chùa ta hưởng được tài thọ thực trong đây rồi ta hiền luôn. Nó, nên mình rất là biết ơn tất cả đại chúng hỗ trợ với mình để chung tay phục vụ chúng sanh. Mà cái ơn rất là lớn là nhờ thầy Giác Nhàn, thầy rèn luyện cho những đức được nhiều việc những đức biết dữ lắm luôn trong ngôi Tam Bảo nha. Rồi cái môn thuyết pháp này quý vị coi, có nhiều người người ta cũng nói những đức nói chuyện sao giống thầy quá. Vì từ ban đầu những đức đã bị ảnh hưởng thầy Giác Nhàn, bị ảnh hưởng và nghe thầy rất là nhiều nên bị ảnh hưởng luôn, giống như một tờ giấy trắng bước vào cửa Phật vậy đó. Tuy những đức ngoài đời là thanh niên hư nhưng bước vào cửa Phật đặc sắc là một tờ giấy trắng. Những đức không phải là một người học Phật quá tạp mà gặp thầy, mà những đức là người đối với Phật pháp là không biết gì để gặp thầy. Nên thầy vẽ vào cái tờ giấy này như thế nào là ra cái chữ đó. Nên nó hướng những đức mục tiêu là nhất môn thâm nhập, và không có đi cúng kiến ở đâu cả, tự nhiên nó bị sức ảnh hưởng đó luôn vậy đó. Rồi là được ở cho nó 5 năm là có được một tư tưởng và nắm được một phương pháp. Khi xuống dưới đây thì quý vị biết rằng cái ơn ban đầu là thầy Giác Nhàn, mà cái ơn thứ hai rất lớn là Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Hộ Pháp, là người mà xuất gia và truyền giới những đức á. Hòa Thượng thì cái ơn nghĩa cũng rất là lớn. Nếu mà được cái duyên ban đầu thầy Giác Nhàn giúp đỡ dạy dỗ nghe, mà không có người nâng đỡ thì làm sao những đức có cơ hội ngày hôm nay.
Nên cái ơn của Hòa Thượng của mình cũng vô cùng lớn, cả suốt cuộc đời không thể nào quên được. Khi ở ngôi chùa này thì phải hết lòng phục vụ và hết lòng quét mỗi ngày cho sạch sẽ ngôi chùa Hòa Thượng. Chứ cái công ơn của Hòa Thượng mà Ngài cực khổ và các sư huynh trước mà xây dựng ngôi Dạ Lam này thì chắc là cực khổ dữ lắm. Hòa Thượng kể rằng lúc trước ở đây là mười mấy ngàn cây dừa trồng xung quanh đây, và nơi đây là nơi đầm lầy. Mà quý vị đi một vòng xung quanh chùa, quý vị coi nơi đây bây giờ bằng khoảng như vậy, thì có nghĩa là người đi trước rất là cực. Từ khi những đức đi xuống đây tới bây giờ là hơn 4 năm, mà xuống đây thì đã hình thành ngôi chùa Y Ran như vậy rồi. Có nghĩa là mình không có cực khổ gì để mà xây dựng cả, đều là công ơn của Hòa Thượng và các sư huynh trước. Chúng ta như là người mà hưởng của cải của cha mẹ để lại vậy đó, đều là công ơn của cha mẹ cực khổ và các người anh, người chị lúc trước cực khổ đã tạo nên một cái ngôi Dạ Lam này. Mình là người đi đến đây, được ở đây và được hành đạo ở đây. Nên cái công ơn của Hòa Thượng rất là lớn, rất là lớn. Nên những đức nói rằng là khi những đức ở nơi nào là những đức có tâm quyết ở nơi đó dữ lắm, không có muốn đi đâu nữa hết á. Từ khi là nhân duyên của mình rồi Phật đưa đẩy mình đi, đi đâu thì mình phải đi thôi, chứ ngoài ra những đức không có tâm muốn đi đâu hết. Nên quanh năm những đức có thể sống được ở trong ngôi Dạ Lam mà không đi ra ngoài, Tết nhất cũng không đi đâu cả. Rồi nó thành quen nên nó suốt mấy ngày Tết những đức á, nằm bị sốt mà những đức vẫn là nằm niệm Phật vô cùng vui vẻ, không có trạng thái buồn gì hết. Vì sao? Vì những đức đâu có bị tồi túng khi mà đi chỗ này chỗ kia mới vui đâu, đều ở trong chùa không à, quanh năm. Hơn 4 năm nay đi xuống dưới đây là đều ở đây, không đi đâu cả. 5 năm ở trên kia cũng đều ở trong chùa, cũng không có đi. Từ nơi đó nó rèn luyện mình quen, không có đi đâu. Nên thích niệm Phật. Từ ngay chỗ này là cái ơn nghĩa của Thầy và Hòa Thượng rất lớn, để mà bồi dưỡng một người này được như ngày hôm nay. Nên là rất mong quý vị có thể sống an vui và gia đình được hạnh phúc. Và trong hoàn cảnh nào thì sống tốt trong hoàn cảnh ấy, giàu thì cũng sống trong hoàn cảnh giàu tốt, biết đủ. Nghèo thì chúng ta cũng sống trong hoàn cảnh nghèo, cũng sống cho thật là vui, có đạo đức. Trong hoàn cảnh nào sống tốt hoàn cảnh ấy, đó là chỗ hạnh phúc nhất của một kiếp làm người. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nha. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.